chương 2920, trung tâm khu vực. Hoang Nguyệt, hắn đến cùng muốn làm gì? Lăng Hàn ra tiên khách cư, quyết định tạm thời không ly khai, một là muốn nhìn đây rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào, hai là hắn còn muốn tiên kim, cộng lại cũng không phải số lượng nhỏ. Hắn biết rõ tiên khách cư có thể ngăn cách ba người tiêu anh hùng truy tung, hành động một hồi liền tiến nhập tiên khách cư, vừa vặn hóa giải hoàn cảnh ảnh hưởng. Lăng Hàn như người ngoài cuộc, hắn thấy vô số lần chém giết, biến nơi đây thành mộ địa chính thức, chôn cất đại lượng tiên vương. Nhoáng một cái, là vài chục năm đi qua, Lăng Hàn không sai biệt lắm chuyển một lần ở vùng ngoài, rút đi tất cả tiên kim, uy lực của tiên ma kiếm lại tăng lên một mảng lớn. Lúc này, hắn quăng ánh mắt về khu vực trung tâm. Hoàng Nguyệt cơ hồ mang theo tất cả tiên vương tầng 9 tiến nhập, hiện tại bọn hắn được đến cái gọi là bảo tàng nơi đây sao? Hay Hoàng Nguyệt trôn xuống một thiên đại âm mưu, lừa tất cả mọi người ở đó? Trước trùng kích tầng 5, lại tiến vào tìm tòi, chỉ có đạt tới tầng 5, ta mới có thể ứng phó tiên vương tầng 9 đuổi giết. Lăng Hàn chuẩn bị trùng kích tầng 5, nhưng lại phát hiện áp chế tu vi quá lâu, rõ ràng để cho hắn tìm không thấy điểm đột phá rồi, mấy tháng xuống, tiên thụ trong cơ thể không có dấu hiệu nở hoa kết quả chút nào. Hắn nhận áp lực càng lớn, động lực càng mạnh, chiến ý càng mạnh, nhưng bây giờ quá mức an nhàn, để cho chiến ý của hắn cũng nặng nề, rõ ràng không có cách nào đột phá. Ta cần chiến một trận, hắn muốn đưa ba người tiêu anh hùng tới, chiến một trận xong hắn sẽ dẫn động chiến ý, trùng kích tầng 5. Thời điểm hắn không muốn gặp ba người tiêu anh hùng, ba người này tổng sẽ giống như quỷ xuất hiện, bây giờ hắn chủ động muốn dẫn ba người này xuất hiện, bọn hắn lại giống như người bốc hơi, không thấy rồi. Chẳng lẽ, bọn hắn đã tiến nhập khu vực cuối cùng? Lăng Hàn nhìn về phía sương mù, tại đây tầm nhìn y nguyên rất kém, nhiều lắm chính là chứng kiến địa phương bên ngoài hai dặm. Vậy thì đi vào, Lăng Hàn cải biến chủ ý, hắn vốn định đột phá tầng 5 sau đó lại tiến vào khu vực cuối cùng, nhưng hiện tại cần sớm tiến vào, nếu không hắn căn bản không có cơ hội đột phá tầng 5. Hắn đi nhanh, sương mù ở trước mặt hắn tản ra, cái này rất cổ quái, cũng chỉ che lấp địa phương bên ngoài hai dặm. Đi mấy ngày sau, phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng, hiện ra một tòa núi lớn. Không, đây không phải núi, mà là một mộ phần, một mộ bia cao vút trong mây, trên đó viết bốn chữ, nguyên cổ chi mộ. Cái này là nguyên cổ mộ. Đến nơi này, sương mù cuối cùng hoàn toàn tán đi, có thể tin tưởng chứng kiến hình ảnh toàn bộ mộ phần có đạo đạo quang hoa dương động, tản ra lực áp bách siêu việt quy tắc. Đây là một thiên tôn mộ sao, ngôi mộ này không có thông đạo đi vào, nhưng hiện tại bị ngạnh xanh oanh ra một lỗ hồng, tin tưởng là đám người hoang nguyệt làm, dù nơi này có áp lực thiên tôn thì như thế nào, ngàn vạn tiên vương tầng 9 liên thủ, nhất bộ thiên tôn còn sống cũng có thể xinh xinh đánh trở mình, huống chi chỉ là thiên tôn chết đi, chỉ là hổ chết huy còn ở dưới khí tức áp bách mơ hồ, dưới tiên vương tầng 5 còn không có tư cách tiến vào mộ phần, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Từng trận chiến đấu đang bộc phát, không ngừng có người tử vong, để người khác trở nên càng cường đại hơn. Lăng Hàn đảo mắt, chỉ cần tầm mắt đạt tới, liền phát hiện ánh mắt mỗi người đều che một tầng quang mang màu đen, tản mát ra khí tức để cho người phát lạnh. Một tiểu gia hỏa, thời điểm Lăng Hàn quan sát, hắn cũng bị người phát hiện, chỉ thấy một nữ tử chập chờn lấy mông đẹp đi tới, vô cùng đẹp đẽ, mặc dù trong hai mắt có hắc quang, lại làm cho nàng càng thêm vài phần yêu dị hấp dẫn. Nàng dương động làn gió thơm, đi đến cách lăng hàn ba trượng còn không có dừng bước lại, trên mặt treo dáng tươi cười để cho người say mê. soát một đạo hàn quang chấp động, nàng bỗng nhiên ra tay. Nàng rõ ràng nũng nịu yếu đuối, nhưng binh khí lại là đại đao chừng ba trượng, bị nàng vung mạnh chém về phía lăng hàn. Hô, đại đao gào thét lên kình phong, có phù văn lộ ra. Lăng hàn cảm thấy đại não kịch liệt đau nhức, như kim đâm. Thật sự là chán ghét, Lăng Hàn nhướng mày, nữ tử này cũng không quá đáng là tiên vương tầng 4, từ chiến lực biểu hiện ra, bất quá là hoàng giả, nhưng rõ ràng có thể làm cho hắn có cảm giác đau đớn, loại thủ đoạn thần bí kia thật sự là kinh người. Hắn không có lưu tình, một quyền oanh ra, bành, nữ tử lập tức bị hắn oanh giết thành cặn bã. Có một đám hắc khí bay lên, bay về phía Lăng Hàn. "Của ta, của ta, đều cút ngay cho ta." Lập tức có mười mấy người lao tới muốn cướp đoạt đạo hắc khí này, giống như điên vậy. Lăng Hàn hừ lạnh, hai đấm huy động liên tục, bành bành bành, những người này ai cũng bị hắn đánh bạo. Mỗi chết một người, liền có một đạo hắc khí bay lên, hơn 10 đạo hắc khí tung bay, đều bay về phía Lăng Hàn. Cốt, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hắn không cần loại vật này, không phải lực lượng mình tu luyện ra, dù uy lực lại mạnh hắn cũng sẽ vứt bỏ như thường. Hắc khí đương nhiên sẽ không nghe Lăng Hàn, y nguyên thổi về phía hắn. Nắm tay phải của Lăng Hàn chấn động, Oanh về phía hắc khí. Oanh, một quyền đảo qua, những hắc khí này đều không ngừng tung bay, hóa mở, phân tán, nhưng lập tức lại dung hợp, hơn nữa không còn là hơn 10 đạo, mà là toàn bộ dung hợp. Quỷ dị chính là, rõ ràng là hơn 10 đạo hắc khí dung hợp, nhưng không có lớn thêm, giống như ở dưới một quyền của Lăng Hàn Thụ trọng thương. Nhưng Lăng Hàn lại rõ ràng, cũng không phải hắc khí bị hắn đả kích thụ thương, mà là nó trở nên càng thêm tinh liễm. Hắc khí bắt đầu khởi động như một linh xà, bay về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất kiếm, xoát, tiên ma kiếm đâm vào hắc khí. Hắc khí có động tác trốn tránh rõ ràng, nhưng một kiếm này của Lăng Hàn quá nhanh, làm sao trốn tránh được. Banh, một kiếm đâm trúng, hắc khí lập tức bị đẩy ra, nhưng sau khi hóa thành sương mù, lại lần nữa dung hợp đến chung một chỗ, hóa thành linh xà, tiếp tục quấn về phía Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn lại lộ ra dáng tươi cười, lần này thoạt nhìn lại làm công vô dụng, nhưng hắn nhạy cảm phát giác được, Nồng độ hắc khí phai nhạt một chút. Mặc dù chỉ là một chút ít, chương 2921 Tam đại cường giả. Lăng Hàn không ngừng xuất kiếm, xoát xoát xoát, lần này hắn không chờ hắc khí đoàn tụ, tiên ma kiếm chém liên tục, không ngừng chém vỡ hắc khí, mà ở trong quá trình này, hắc khí chậm rãi phai nhạt, không sai biệt lắm mười mấy tức sau, hắc khí cuối cùng hoàn toàn tiêu nhạt, không còn có thể thấy được nữa. Tiên ma kiếm dù sao cũng là tiên khí, lực sát thương vượt xa Lăng Hàn. Bất quá, nếu người nơi này chứng kiến lăng hàn lãng phí như vậy, nhất định sẽ nộ đến điên cuồng, đây là căn nguyên để bọn hắn cường đại, lãng phí như vậy hoàn toàn không thể khoan dung. Lăng hàn thu kiếm, hắc khí kia thật đúng là ngoan cố, ngay cả tiên ma kiếm cũng phải chém lâu như vậy, nếu hắn tay không tất sắt, có lẽ còn không có cách nào giải quyết. Hắn giết mười mấy người, cuối cùng lập được uy nghiêm, tuy bốn phía còn có rất nhiều người theo dõi hắn, cũng lộ ra kích động, nhưng cuối cùng không có ra tay. Hắc khí ảnh hưởng tính cách võ giả là thực, sẽ để cho người trở nên thị sát khát máu nhưng cũng sẽ không hoàn toàn cải biến chỉ số thông minh của một người nếu có một phần cơ hội những người này đều mạo hiểm nếm thử nhưng thực lực sai biệt lớn đến không cách nào hình dung vậy bọn họ tự nhiên sẽ tránh không công chịu chết nhưng mà ở đây cũng không phải không có tồn tại thực lực cường đại một nam tử đi nhanh tới hắn như một tinh tinh khổng lồ thân cao chừng hơn một trượng mà sau lưng thì cung lấy đầu nghiêng về phía trước lớn như gấu đầu lưới của hắn nhà ở bên ngoài dài chừng một thước hai mắt huyết hồng tựa như quỷ thắt cổ bên kia một bà lão đeo kiếm cũng lặng yên đi ra một thân thanh y mà sau lưng lăng hàn một người trẻ tuổi áo đỏ như linh báo tiềm hành tới không có một chút khí thức chấn động thần thức căn bản không có khả năng bắt được chỉ có mắt thường mới có khả năng chứng kiến ánh mắt lăng hàn phát lạnh các ngươi cũng muốn tìm chết sao chỉ là tiên vương tầng bốn mà thôi đại tinh tinh khinh thường nói hắn đi nhanh tới dưới một cước liền để cho đại địa run rẩy phụ trợ uy thế của hắn càng thêm đoạt người. Bà lão rút kiếm ra, phát ra âm thanh khàn khàn. Chiến lực cũng không quá cao, bất quá cướp đoạt tu vi của ngươi, đối với lão thân có chút chỗ tốt. Chỉ có người trẻ tuổi áo đỏ không nói gì, hắn cực kỳ tự tin tiềm hành thuật của mình, tin tưởng tuyệt không có khả năng bị lang Hàn nhìn thấu. Lang Hàn đứng chắp tay, lời hắn muốn nói đã nói, kế tiếp cũng chỉ có đánh một trận. Chết, đại tinh tinh dẫn đầu lao tới, hai tay duỗi ra, một miếng phù văn ở bên ngoài thân hắn tỏa sáng, để cho da của hắn trở nên như kim loại, phản xạ quang mang chói mắt. Hắn nhảy lên, hai tay hóa thành chùy, nặng nề nện tới Lăng Hàn. Soát, bà lão cũng ở cùng một thời gian xuất kiếm, hàn quang như điện. Nhưng chí mạng nhất, vẫn là người trẻ tuổi áo đỏ ở sau lưng Lăng Hàn. Hắn đã tới cách sau lưng Lăng Hàn chưa đủ một trượng, hai tay chấn động, đã nhiều hơn một thanh loan nhật, đâm tới Lăng Hàn, vô thanh vô tức. Người trẻ tuổi áo đỏ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tuy loan nhận của hắn không phải tiên khí, nhưng lại dùng chân kim quý hiếm gần với tiên kim chế thành, vô cùng bén nhọn, hơn nữa lực lượng bản thân hắn, dù tiên vương tầng 8 không chuyên tâm đối đãi cũng có khả năng bị một kích lấy đi tánh mạng. Hắn là sát thủ, mắt thấy loan nhận cách lăng hàn bất quá hơn tất hắn cuối cùng hét lớn một tiếng. Chết, người đáng chết là ngươi. Lăng hàn bỗng nhiên quay đầu lại, tiên ma kiếm đâm ra, phốc, trực tiếp đâm vào trán của người trẻ tuổi áo đỏ. Đây chính là tồn tại siêu việt tiên khí, dù Tiên Vương tầng 9 toàn lực phòng ngự cũng chưa hẳn chống đỡ được, huống chi chỉ là tầng 5. Người trẻ tuổi áo đỏ mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy không tin, khóe miệng còn mang theo dáng tươi cười lúc trước, lộ ra vô cùng quỷ dị. Hắn không thể tin được, làm sao Lăng Hàn có thể phát hiện hắn, phải biết rằng, hắn bị ném vào Tiên Vương mộ địa là vì hắn ám sát quá nhiều Tiên Vương, có mấy cái còn có lai lịch lớn. Lần này hắn lấy tu vi tầng 5 tập sát một Tiên Vương tầng 4, nghĩ như thế nào cũng khó có khả năng thất bại lại bị Lăng Hàn một kiếm giết chết, để cho hắn làm sao có thể tin tưởng, sao có thể cam tâm. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ở trước mặt ta khoe khoang tiềm hành thuật, không biết tự lượng sức mình. Hắn tu luyện khi thiên thuật, trải qua ngõ lý cải tiến, thậm chí ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng không cách nào nhìn ra đầu mối, đối ứng, năng lực phát hiện thuật che giấu cũng tăng nhiều. Nếu như người trẻ tuổi áo đỏ này chính diện ra tay, có lẽ còn có khả năng đối kháng Lăng Hàn hai chiêu, lại hết lần này tới lần khác quá có lòng tin với thuật ám sát của mình, căn bản không nghĩ đến lang hàn có thể phản kích, hơn nữa lực phản kích khủng bố như vậy. Kỳ thật, hắn bị chết không oan, bên kia, đại tinh tinh cùng bà lão công kích cũng đã đến. Lang hàn căn bản không có quay người, bành, bành, hai đạo công kích trước sau đập đến, nhưng trên người hắn lại hiện ra một đạo kim quang, ngăn cản công kích của hai người. Cái này tự nhiên là bất diệt thiên kinh phát huy rồi. Cái gì? Đại tinh tinh cùng bà lão đều kinh hô, trên mặt đều là run sợ. Bọn họ là bị hắc khí ảnh hưởng, nhưng chỉ là thị sát khát máu, chỉ số thông minh không có chịu ảnh hưởng a. Cái này cũng quá kinh khủng, tam đại tiên vương tầng 5 liên thủ hợp kích, nhưng chẳng những không có để cho lăng hàn mất một sợi lông, ngược lại bị tiên vương tầng 4 này một kiếm giết chết một người. Lăng hàn quay người lại, lộ ra vẻ âm trầm, đã nói với các người rồi, không nên muốn tìm chết. Dưới chân điểm một cái, trường kiếm công tới. Đại Tinh Tinh cùng bà lão đều liên tiếp lui về phía sau, lực công kích của Lăng Hàn cuồng bạo, để cho bọn hắn căn bản không có cách nào địch nổi, chỉ có phần lui. "Chết, bọn hắn phát động thần hồn công kích, một chiêu này rất cường đại." Động tác của Lăng Hàn lập tức hơi chậm lại. "Ha ha, Đại Tinh Tinh vung tay đập qua, đây là một cơ hội tốt." Nhưng thân hình bà lão lại lay động, bay về phía bên cạnh, mục tiêu là hắc khí của người trẻ tuổi áo đỏ sau khi chết bay ra. "Phốc, Lăng Hàn đột nhiên đâm ra một kiếm." Đại Tinh Tinh kinh hãi, hắn thấy Lăng Hàn đã bị thần hồn của hắn trùng kích ảnh hưởng, không nghĩ tới trái lại đào hố cho hắn. Hắn cực lực trốn tránh, nhưng vẫn bị một kiếm đâm vào trên cánh tay trái. Chương 2922, tái chiến La Phù Minh. Cạc cạc cạc, bà lão cười to, nàng đã cắn nuốt đạo hắc khí kia, lập tức liền cảm giác mình cường đại hơn nhiều. Tất cả mọi người khiếp sợ đến bạo, tam đại cường giả liên thủ công kích, kết quả lại một chết một thương, chiến lực của người trẻ tuổi này cũng quá kinh khủng a. À? Lăng Hàn nhìn đại tinh tinh lộ ra dáng tươi cười, nhưng lại không hề có sắc thái, như đang nhìn một người chết. Ta đã nói rồi, đừng tới tìm chết. Hắn điểm ra một chỉ. a à, đại tinh tinh tự nhiên biết rõ đá chúng thiết bản, nhưng ở đâu cam tâm nghỉnh cổ đợi cắt, hét lớn một tiếng, phát động thủ đoạn công kích thần hồn, trùng kích về phía Lăng Hàn. Ông, Lăng Hàn chỉ cảm thấy đại não có chút đau xót, dù hắn đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị một kích đâm thương, tuy không phải rất lợi hại. Không thể không nói, loại thủ đoạn này hết sức kinh người, chẳng trách nhiều tiên vương liều mạng như vậy, với tiên vương mà nói, còn có cái gì hấp dẫn hơn thực lực cường đại. Đại tinh tinh thấy một kích có hiệu quả, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hai nắm đấm hợp lại, giống như búa tạ, nhắm ngay đầu đập xuống. Lăng Hàn lắc đầu, mặc dù một chiêu này có hiệu quả với hắn, nhưng đại tinh tinh cũng không quá đáng là tiên vương tầng 5, nhiều nhất chỉ để cho hắn cảm giác đau đớn, nhưng lại có thể ảnh hưởng hắn bao lâu. Hắn vung chỉ điểm tới đại tinh tinh. Phốc, tuy đại tinh tinh cực lực chống đỡ, nhưng một chút cũng không hiệu quả, bị lăng hàn xuyên thủng ót, hồn về Tây Thiên. Tất cả mọi người lần nữa nghẹn ngào, cái này thật sự là một tiên vương tầng 4 sao, giết tầng 5 như giết gà, cường hãn đến không cách nào hình dung. Bà lão lại lần nữa cướp đoạt hắc khí của đại tinh tinh sau khi chết, nàng phát ra tiếng cười quái dị cà cạc, trong cơ thể sôi trào lực lượng làm cho nàng vô cùng tự tin cùng tham lam, nàng muốn thôn về càng nhiều hắc khí nữa, khiến cho mình trở nên càng cường đại hơn nàng theo dõi Lăng Hàn. Tuy Lăng Hàn một kiếm một chỉ liền giết hai người, nhưng nàng không sợ, cảm giác vô cùng cường đại kia cũng đồng thời tê liệt nàng. Dâng tánh mạng cho lão thân đi, nàng bay nhào tới, hai tay mở ra, như một con rơi, mà đang ở giữa không chung, miệng há to, ông, một đạo sóng âm oanh ra, đánh về phía Lăng Hàn. Sóng âm chưa đến, nhưng một cỗ thần niệm trùng kích lại dẫn đầu công kích. Bởi vì sóng âm trùng kích căn bản chính là một mồi nhử. Lăng Hàn chỉ cảm thấy đại não đau đớn, Hắn lắc đầu, hiện tại tinh thần công kích của bà lão mạnh hơn Đại Tinh Tinh nhiều, mà này chỉ là nàng cắn nuốt hai đạo hắc khí của người trẻ tuổi áo đỏ cùng Đại Tinh Tinh mà thôi. Thực lực này tăng lên tựa hồ quá dễ dàng, tự nhiên để cho người ta nghiện. Lang Hàn cười nhạt một tiếng, cho ngươi đoạt hai đạo hắc khí, là muốn nhìn xem ngươi có thể tăng cường tới trình độ nào, kết quả thật là làm cho ta thất vọng. Hắn vươn tay, nhấn về phía bà lão. Bành, bà lão lập tức từ trên bầu trời rơi xuống nàng là bị một cỗ trọng lực cường đại ngạnh xanh kéo xuống nàng run sợ đạt tới cảnh giới như nàng há sẽ bị trọng lực ảnh hưởng có thể ảnh hưởng nàng chỉ có quy tắc người trẻ tuổi kia ở trên quy tắc nắm giữ vượt xa nàng mới có khả năng nhẹ nhàng dẫn dắt liền làm cho nàng rơi xuống dù bà lão đã bị hắc khí ảnh hưởng trở nên luống cuống khát máu nhưng đối mặt một tồn tại mạnh mẽ hơn mình nàng vẫn lộ ra vẻ sợ hãi sinh tồn là bản năng của sinh vật có trí tuệ chỉ cần trí tuệ vẫn còn bản năng sẽ phát huy tác dụng. Bà lão run rẩy, nghe ý tứ lời này của Lăng Hàn, đối phương căn bản chính là cố ý cho nàng cướp lấy hắc khí, mà mục đích chỉ là vì làm cho nàng cường đại. Hạng gì tự tin, một câu như vậy chẳng những để cho bà lão khiếp sợ, những người khác ở phụ cận cũng tặc lưỡi, càng có một loại cảm giác không cách nào lý giải. Không có ai biết lai lịch của hắc khí, lại biết nó có thể tăng lên lực công kích thần hồn của mình, thậm chí có thể để cho chiến lực của mình tăng lên gần một cảnh giới đồ vật tốt như vậy ai không muốn nhưng lang hàn rõ ràng vứt bỏ như giày cũ cái này để cho ai có thể tiếp nhận lang hàn nhìn cũng không có nhìn nhiều hư không nhấn một cái ba bà lão liền bị chấn thành bọt máu hắn vỗ tay phảng phất như làm một sự tình không quan trọng gì sau đó hoàn quét mọi người cái này là một giá lớn khi khiêu khích ta tất cả mọi người cúi đầu xuống người như vậy tuyệt đối là long trên cửu thiên không phải bọn hắn có thể địch nổi nếu như ở đây còn có tiên vương tầng năm trở lên cái kia còn có khả năng ỉ vào cảnh giới áp chế Lăng Hàn, nhưng bây giờ. Lăng Hàn vi tôn, tiên vương vô số thì như thế nào, hắc khí ảnh hưởng thần trí thì như thế nào, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, những người này đều lựa chọn thần phục. Lăng Hàn cũng không có hài lòng, hắn vốn có ý định mượn tay bà lão đột phá tầng 5, lại thật không ngờ cố ý phóng nước rồi, thực lực của bà lão vẫn yếu như vậy. Tầng 5 không được, tầng 6 đoán chừng cũng quá sức, phải là tiên vương tầng 7 mới có thể cho hắn đầy đủ uy hiếp. Lăng Hàn cũng không có tùy tiện xâm nhập mộ phần cuối cùng, bên trong còn nhiều, rất nhiều tiên vương tầng 8, tầng 9, lại có được thần hồn công kích đáng sợ, nếu như bị tồn tại như vậy oanh chúng, Lăng Hàn cũng không dám cam đoan mình sẽ không hôn mê, thậm chí trực tiếp bị chấn nát thần hồn. Hắn ở bên ngoài quan sát, hy vọng đó có thể thấy được một chút ít đầu mối. Một ngày, hai ngày, mười ngày, âm âm, ngày hôm nay, đại địa đột nhiên xảy ra run rẩy dữ dội, giống như địa chấn, sau đó liền chứng kiến từng bóng người từ trong mộ phần bay vụt ra. Bành, có một người té rớt ở khu vực phụ cận Lăng Hàn, nhìn đối phương chật vật tuyệt không phải tự mình chạy ra, mà là bị buộc hay bị cường giả đánh ra. Lăng Hàn nhìn sang, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, vì người này hắn nhận thức. La Phù Minh, phụ thân của La Ương, lúc trước hắn oanh giết La Ương, La Phù Minh tự nhiên muốn báo mối thủ giết con, cùng hắn kịch chiến, sau cùng bị hắn dựa vào tiên ma kiếm đánh lui. Tiên vương tầng 7, Hẳn là một đối thủ không tệ. Con mắt lang hàn sáng ngời, đi nhanh về phía trước. La Phù Minh bò lên, trên mặt có vẻ hồi hộp, như đối với một phần tràn đầy kiêng kỵ, nhưng tham lam lại như thế nào cũng kiềm nén không được, hắn cắn răng một cái, muốn tiến phần lần nữa. Chương 2923 tới. Đợi một chút, hắn còn không có động, liền thấy một người đưa tay ở trước mặt hắn, ra vẻ muốn ngăn ngăn. Hắn nhìn sang, lại thiếu chút nữa sủi cười ra tiếng. Tiên Vương tầng 4 chỉ là tiên vương tầng 4 rõ ràng cũng dám ngăn trở mình. Hắn hừ một tiếng, không chút do so dự ra tay, thối trùng như vậy, trực tiếp một kích chấn giết là được. Một trường oanh rơi, chỉ thấy lăng hàn nhẹ nhàng khoát tay, chỉ thấy quy tắc trùng kích, hóa thành rung động vô tận, một kích của La Phú Minh lập tức bị hóa giải sạch sẽ. Ân, La Phú Minh không khỏi khẽ giật mình, tuy một kích này không phải toàn lực của hắn, nhưng rõ ràng còn không có cách nào trấn áp một tiên vương tầng 4 nho nhỏ. Cái này để cho hắn nhớ tới một người, đại cử nhân giết con, đồng dạng có năng lực nghịch cảnh giới chiến đấu, bất quá ác nhân kia là tiên vương tầng 3, hơn nữa cũng không phải tướng mạo, khí thức như thế. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn ngăn bổn tọa? Hắn trầm giọng nói, khí thức của tiên vương tầng 7 bắt đầu khởi động, vô cùng đáng sợ. Lang Hàn mỉm cười, La Phù Minh, không nhận biết ta sao? Ngươi là, La Phù Minh nhíu mày, hắn nhận thức không ra Lang Hàn, lại cảm giác ngữ khi nói chuyện của đối phương giống như đã từng quen biết. Lăng Hàn mỉm cười, sau đó ở trên mặt lau một vòng. Là ngươi, La Phù Minh lập tức nổi giận, bởi vì Lăng Hàn đã biến thành Lý Long, khí tức cũng giống như đúc, tự nhiên lập tức để cho hắn nhớ lại mối thù con chết. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng lại âm trầm không hiểu. Thật can đảm, thật can đảm, ngươi rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mặt bồn tỏa. Lăng Hàn cười, lúc trước, hình như là ngươi chạy chối chết ga, La Phù Minh không khỏi nghẹn lời, kỳ thật lần kia cũng không phải hắn chạy chối chết, mà là hắn không làm gì được lăng hàn có tiên ma kiếm, chỉ có thể ôm hận rời đi. Nhưng tiên vương tầng 7 rõ ràng còn không cách nào trấn áp tiên vương tầng 3, hắn không biết xấu hổ cùng lăng hàn tranh luận sao. Hôm nay, tất lấy tính mệnh của ngươi, La Phù Minh lạnh lùng nói, cực kỳ tin tưởng, tuy cảnh giới của lăng hàn tăng lên, hắn còn dậm chân tại chỗ, tựa hồ thiên bình thắng lợi càng nghiêng về phía lăng hàn. Nhưng La Phù Minh biết rõ mình nắm giữ thủ đoạn công kích thần hồn kinh người đến cỡ nào, ngay cả tiên vương tầng 8 bất ngờ không đề phòng cũng có khả năng bị hắn một kích trực tiếp hủy thức hải. Tiên vương tầng 4, ha ha, hắn thừa nhận khí lực của Lăng Hàn vô cùng cường hoành, nhưng thần hồn là khó tu nhất, còn có khả năng không thể phá vỡ sao. Lăng Hàn vỗ vỗ tay, muốn chính là loại người có ý chí chiến đấu như ngươi, tới. Tiên vương tầng 7, hiện tại hẳn là đối thủ tốt nhất, hẳn có thể cho hắn chiến ý sôi trào, từ đó trùng kích tầng 5. Đền mạng đi, La Phù Minh ra tay, hắn gầm thét, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Tiên vương tầng 7, cho dù bởi vì hoàn cảnh đặc thù của tiên vương mộ địa mới tạo nên, bất kể là vương giả hay hoàng giả, cảnh giới bầy ở đàng kia, chiến lực há lại cho coi thường. Huống hồ hai mắt của La Phù Minh trở nên đen nhánh, hắn còn đánh ra một đạo tinh thần trùng kích, đánh thẳng thức hải của Lăng Hàn. Đây mới là một kích kinh khủng nhất, dù Lăng Hàn sớm có phòng bị cũng vô dụng, chỉ cảm thấy thức hải kịch chấn, giống như biển cả sinh ba, chấn động đến toàn thân hắn khó chịu. Đúng lúc này, công kích của La Phù Minh cũng đánh ra, một trường bổ tới, hóa thành ngàn vạn kinh khí, muốn cho Lăng Hàn trọng thương. Lăng Hàn cưỡng ép đè xuống thần hồn đau nhức kịch liệt, một trường đáp lễ về phía La Phù Minh. Bành, hai người đối oanh một kích, Lăng Hàn không khỏi lảo đảo, liền lui vài bước, sắc mặt vô cùng khó xem. Luận chiến lực chân thật, Lăng Hàn tuyệt đối không thua La Phù Minh, nhưng bị một đạo tinh thần của đối phương trùng kích, ảnh hưởng tới lực phản kích của hắn, làm cho ở trên một kích này không bằng La Phù Minh, lại càng không nói tinh thần trùng kích để cho thần hồn của hắn cũng bị một chút vết thương nhỏ. Vương giả tầng 7 không đáng sợ, nhưng hiện tại bị hắc khí ảnh hưởng, tu ra thần niệm công kích, nhiễm nhiên biến thành đế tinh tầng 7, cái này liền đáng sợ. Ha ha, không chịu nổi một kích, La Phù Minh thấy một kích có hiệu quả, không khỏi cười to, hắn lần nữa công kích, hai đấm liền oanh, mà từng đạo tinh thần trùng kích cũng kèm theo, không ngừng trùng kích về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cố ý đi tới đón đánh La Phù Minh, cũng là bởi vì đối phương có thể cho hắn đầy đủ áp lực, để cho hắn dâng trào chiến ý, từ đó đột phá tầng 5. Hắn không nói, chỉ cố lấy hai đấm nghênh về phía đối phương, cử hóa thiên kinh quấn quanh ở trên hai đấm, để cho lực công kích của hắn tăng vọt một mảng lớn. Bang, 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 hai người đối oanh, Lăng Hàn rõ ràng rơi vào hạ phong, hết cách rồi, tinh thần trùng kích của La Phù Minh hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, mỗi lần đều có hiệu quả, để cho thần hồn của hắn đau đớn, ảnh hưởng tới chiến lực. Hơn nữa, cái tinh thần trùng kích này đối với thần hồn cũng có được tính phá hư rất mạnh, sau mấy ngàn quyền đối oanh, Lăng Hàn có loại cảm giác đầu sắp bạo chết. Phải nghĩ biện pháp hóa giải loại tinh thần trùng kích này, nếu không hiện tại chỉ là La Phù Minh, về sau gặp được ba người cốc hợp nghĩa, tiêu anh hùng thì sao? Siêu cấp đế tinh tầng 6, bản thân liền mạnh hơn La Phù Minh, cộng thêm tinh thần trùng kích, Lăng Hàn căn bản không có năng lực chống lại. Dù tính toán hắn đột phá tầng 5, ở trên chiến lược thông thường có thể không sợ đám người tiêu anh hùng nhưng tinh thần trùng kích vẫn là một cửa ải hắn phải nghĩ biện pháp vượt qua la phù minh này chính là đối tượng bồi luyện tốt nhất của hắn oanh oanh bọn hắn không ngừng đối oanh la phù minh đương nhiên không thèm để ý cùng lăng hàn đối oanh hiện tại hắn chiếm hết tiện nghi trái lại mỗi khi lăng hàn cùng hắn đối oanh một cái thần hồn đều bị thương dù mỗi lần bị thương cực kỳ nhỏ nhưng góp gió thành bão tích lũy lại trực tiếp bạo chết thức hải cũng không phải là không có khả năng chết, 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 hắn giống to, bị hắc khí ảnh hưởng, hắn vốn cực kỳ thị sát khát máu, hơn nữa con chết chi thống, hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Lúc trước Lăng Hàn đã từng bị hắc khí ảnh hưởng, biết rõ làm sao vận chuyển tinh thần công kích, nhưng sau khi đuổi hắc khí ra khỏi thân thể, hắn liền không cách nào vận dụng năng lực này nữa. Chương 2924, đột phá tầng 51. Hết thảy đều là căn cứ vào hắc khí, cho nên cướp lấy số lượng hắc khí càng nhiều, chất lượng càng cao, đánh ra tinh thần công kích cũng càng khủng bố. Lăng Hàn không có khả năng đi hấp thu hắc khí, cái đồ chơi này quá tà ác, có thể ảnh hưởng thần trí người, cho nên hắn chỉ có thể từ trên người La Phù Minh ra tay. Lúc trước hắn cũng nhiều lần bị công kích như vậy, tự nhiên sớm bắt đầu suy tư đối sách. Mới đầu đối sách của hắn là bất diệt thiên kinh, lấy thiên kinh diệu pháp ra chỉ thần hồn, nhưng hắn phát hiện cái này không hề có tác dụng. Thiên Tôn chi pháp cũng không có hiệu quả. Không phải, Lăng Hàn lắc đầu, ngay cả tiên kim cũng có thể ngăn cách hắc khí ảnh hưởng bất diệt thiên kinh làm sao có thể không được đây là bởi vì hắn đi tới vị diện mới các loại quy tắc đều bất đồng tiên vực nhiều năm như vậy lăng hàn tự nhiên đã sớm điều chỉnh bất diệt thiên kinh khiến cho thiên kinh phù hợp quy tắc của viêm xương vị diện nhưng chỉ là phương diện khí lực phương diện thần hồn lăng hàn còn không có thời gian đi làm cho tới bây giờ bị tinh thần trùng kích cực kỳ bị động mới khiến cho hắn bỗng nhiên ý thức được cần ở phương diện này tiến hành tăng cường Hắn một bên cùng La Phù Minh kịch chiến, một bên dẫn động quy tắc, điều chỉnh bất diệt thiên kinh, tiến hành tăng cường thần hồn. Phải biết rằng, đối thủ của hắn là Tiên Vương tầng 7, nắm giữ tinh thần trùng kích, ở dưới tình huống như vậy còn phân tâm, tự nhiên để cho hắn cực kỳ nguy hiểm, thời khắc đều chạy ở biên giới tử vong. Chỉ có cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy, mới để cho Lăng Hàn bạo phát ra tiềm lực. Hắn phát hiện, cảnh giới của mình buông lỏng rồi, đại môn tầng 5 cuối cùng rộng mở, hơn nữa đây cũng không phải là tin tức tốt duy nhất hắn ở bất diệt thiên kinh cũng có nắm giữ mới đang cấp tốc thích ứng quy tắc của viêm xương vị diệt dù sao lúc trước hắn ở mặt khí lực đã điều chỉnh được hiện tại lại điều chỉnh thần hồn độ khó tự nhiên thấp hơn rất nhiều lần đến đây đi đến đây đi hắn cất tiếng cười to hào khí vượt mây sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng la phù minh cười lạnh tiểu tử này thật sự là không biết cái gọi là ăn hắn mấy ngàn lần tinh thần trùng kích thần hồn tự nhiên trọng thương còn dám cuồng tiếu lăng hàn căn bản không để ý tới nếu như la phù minh không có nắm giữ tinh thần trùng kích hắn ba quyền hai chân có thể oanh giết hiện tại tự nhiên cũng không có bị hắn để vào mắt bất quá là khôi lỗi bị hắc khí ảnh hưởng mà thôi tới hắn nhìn về phía bầu trời quát tới cái gì la phù minh đang muốn tiếp tục trào phúng nhưng bỗng nhiên bay lên một cảm giác tim đập nhanh hắn ngẩng đầu nhìn chỉ thấy mây đen cuồn cuộn có tia chớp khủng bố dương động dựa vào lại là thiên kiếp lôi vân cuồn cuộn thiên kiếp buông xuống tia chớp ở giữa lôi vân cuồn cuộn, tản ra khí thức đáng sợ để cho tiên vương tầng 7 cũng phải hồi hộp. La Phù Minh quá sợ hãi, lang Hàn lại có thể ở thời điểm này độ kiếp. Người trẻ tuổi kia thực lực vô cùng cường hãn, tầng 4 có thể địch nổi tầng 7, hiện tại muốn độ đại kiếp tầng 5, uy lực có thể so sánh tầng 8 sao. Loảng xoảng, đạo thiên kiếp thứ nhất đã rơi xuống, lang Hàn không sợ, ra quyền ninh tiếp, tia chấp đánh lên thiết quyền, lôi hệ quy tắc bộc phát, tung tóe ra tia chớp vô biên, giống như quật ngã một lôi hải, vô cùng khủng bố. La Phù Minh nhìn trợn mắt há hốc mồm, mặc dù hắn biết lang Hàn rất nghiêu bức, nhưng nghiêu bức đến phân lượng như vậy, vẫn để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Bởi vì hắn biết rõ, mình có thể tiếp được thiên kiếp như vậy, nhưng khẳng định phải trả giá cực lớn, dù không có bị trọng thương, cũng tuyệt đối không có khả năng lông tóc ít bị tổn thương mà tiếp được chiêu thứ hai. Mà thiên kiếp chỉ có một đạo công kích sao? Suốt một ngày, hắn xác thực tu ra bí thuật chiến lược đại trướng nhưng đó là nhằm vào người người đối thiên kiếp thi triển tinh thần trùng kích thiên kiếp sẽ chỉ độn một lát cho nên thời điểm mặt đối thiên kiếp kỳ thật hắn vẫn là la phù minh tầng bảy kia một chút tiến bộ cũng không có thiên địa trị uy như vậy để cho hắn run rẩy dù hắn là tiên vương cùng quy tắc là ở một mặt hắn ở đâu còn dám ra tay không nói hắn cuốn vào thiên kiếp kiếp uy có thể lấy cảnh giới của hắn phóng đại hay không coi như giống như đúc hắn cũng khẳng định chỉ có một con đường chết tiểu tử này như thế nào sẽ yêu nghiệt như vậy hắn thì thào nói sắc mặt khó coi mà bốn phía mọi người cũng đồng dạng kinh bạo trời ạ à, ta nhìn thấy gì tiên vương tầng 4 có thể địch nổi đại năng tầng 7 hơn nữa còn trong chiến đấu đột phá cái thiên kiếp này cũng thật đáng sợ như thế nào cho ta cảm giác như là tầng 9 trong lôi vân lăng hàn kịch chiến thiên kiếp cho hắn mà nói thiên kiếp cũng không khó bởi vậy hắn tế ra tiên ma kiếm, ở dưới lôi kiếp rèn luyện, dẫn lôi đình khủng bố như vậy tiến vào kiếm thể, có thể để cho tiên ma kiếm có được lôi đình chi uy, có khả năng để cho tiên ma kiếm phát huy ra uy lực tầng 8. Cái này tự nhiên cực kỳ khó khăn, lực lượng thiên địa há lại cho đánh cắp. Nhưng lang Hàn mặc kệ, dù sao cũng phải độ thiên kiếp, dù chỉ có một phần, cũng là lợi nhuận. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, thiên kiếp bổ không ngừng, mỗi một đạo tựa hồ có thể nghiền nát Lăng Hàn thành cặn bã, nhưng trên thực tế đều không công mà lui. La Phù Minh trần chờ, hắn là ở chỗ này tiếp tục chờ lăng hàn độ hết thiên kiếp, hay lập tức rời đi. Đi, hắn không cam lòng, cử nhân giết con ngay ở trước mặt, mà lúc trước hắn cũng chiếm được thượng phong tuyệt đối. Mà không đi, vạn nhất lăng hàn vượt qua thiên kiếp, chiến lực bão tố, trái lại trấn giết hắn thì sao? Bởi vậy, hắn cực kỳ do dự, tiến thối lưỡng nan. Do dự rất lâu, cuối cùng thần sắc hắn kiên định, quyết định muốn lưu lại. Một, Hắn muốn báo thù cho nhi tử, hai, trên người lang hàn khẳng định cất dấu bí mật thật lớn, nếu không không có khả năng cường đại như thế, hắn muốn. Nếu như đổi lại trước khi tiến vào nguyên cổ mộ, hắn nói không chừng sẽ chọn tránh là thượng sách, cường đại tất nhiên không tệ, nhưng mạng nhỏ hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Nhưng bây giờ, hắn bị hắc khí ảnh hưởng, tham lam chi niệm một phát liền không thể vãn hồi. Chương 2925, đột phá tầng 52. Nói sau, hắn cực kỳ tin tưởng uy lực của tinh thần trùng kích cho rằng chiêu này vừa ra, Lăng Hàn khẳng định cũng chỉ có như lúc trước, bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Hắn ở một bên tĩnh tỏa, khôi phục trạng thái đến tốt nhất, đồng thời tích tụ một kích mạnh nhất. Hiện tại, hắn là nắm giữ hoàn toàn chủ động, ra tay chỉ ở một ý niệm của hắn, có rất nhiều thời gian đi chuẩn bị đại chiêu. Chiêu cường đại nhất của hắn chính là tam âm cốt, cần chuẩn bị 10 tức mới có thể đánh ra một cây, ở trong chiến đấu thế lực ngang nhau làm sao có thời giờ cho hắn đi chuẩn bị nhưng hiện tại hắn chẳng những có thể đánh ra âm cốt thậm chí có thể đánh ra cả ba la phù minh không khỏi lộ ra thần sắc không muốn tạm âm cốt này chính là hắn ở trước khi không có tiến vào tiên vương mộ địa đoạt được cực kỳ chân quý lực sát thương kinh người cũng bị hắn ám sát qua mấy tiên vương cảnh giới vượt qua hắn nhưng mỗi dùng một lần âm cốt sẽ nhiều một chút vết dạn chỉ sợ chỉ có thể dùng một lần nữa mà thôi nhưng thần sắc không muốn chỉ thoáng qua tức thì la phù minh liền kiên định chỉ cần chu sát lăng hàn hắn lấy được thu hoạch sẽ vượt xa ba âm cốt, những thứ khác không nói, chỉ là tiên khí trong tay tiểu tử này liền đáng giá. Thời gian lặng yên mà qua, mắt thấy một ngày sắp hết. La Phù Minh bỗng nhiên đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lôi vân mật mà không phát, kết hợp thời gian đến xem, hiển nhiên đang uẩn nhưỡng một kích cuối cùng, cũng là mạnh nhất. Mắt hắn nhìn lăng hàn, thần niệm một mực khóa lại đối phương, chỉ cần một đạo thiên kiếp cuối cùng đánh xuống, hắn cũng sẽ theo sát phía sau đánh ra tam âm cốt, ở dưới tình huống như vậy, nếu như Lăng Hàn còn có khả năng bình an vượt qua, vậy hắn thật đúng là không tin. Loàng soảng, một đạo thiên kiếp cuối cùng đánh xuống, vô cùng đồ sộ, phản phất như một đạo lôi long hóa hình, gào thét về phía Lăng Hàn. Cùng lúc đó, La Phù Minh cũng giơ tay phải lên, hưu, tam âm cốt đã đánh ra. Cái này vẫn chưa hết, La Phù Minh đang đợi, chỉ cần thiên kiếp bổ lên người Lăng Hàn, hắn liền đánh ra tinh thần trùng kích, nếu không hắn nhúng tay thiên kiếp, tuyệt không có quả ngon để ăn. Lăng Hàn cười lạnh, La Phù Minh một mực ở bên cạnh chờ, hắn làm sao không biết đối phương muốn ở sau thiên kiếp đánh lén mình, hắn vung tiên ma kiếm, đón đánh một đạo thiên kiếp cuối cùng, sau đó tay trái thỏ ra, chộp tới tam âm cốt, phát động thời gian quy tắc, tam âm cốt lập tức giảm tốc độ, có hào quang màu đen nhấp nháy, tựa hồ muốn xuyên phá thời gian quy tắc trói buộc. La Phù Minh kinh hãi, uy lực của âm cốt đáng sợ đến mức nào, hắn thời điểm ở tiên vương tầng 2 liền ám sát qua tiên vương tầng 3, đây tuyệt đối là bảo khí do tiên vương tầng 9 luyện chế, ngoại trừ tầng 9, hẳn là không bị bất luận quy tắc gì trói buộc. Mà Lăng Hàn rõ ràng để cho âm cốt ngừng lại, cái này là không thể tưởng tượng nổi bực nào. Thằng này chỉ là dảo bước tiến lên tầng 5, có đáng sợ như vậy sao? Bất quá, hắn cũng chỉ sướng sờ mà thôi, lập tức đánh ra một đạo tinh thần trùng kích. Cái này đã vượt qua quy tắc, hay là một loại quy tắc khác, căn bản không có khái niệm khoảng cách, vừa đánh ra liền oanh vào thức hải của Lăng Hàn. La Phù Minh lộ ra một tia đắc ý, Lăng Hàn bị một kích này ảnh hưởng, tất nhiên sẽ mất đi khống chế đối với quy tắc, mà dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi, âm cốt liền có thể lần nữa đâm tới lăng hàn, lần này tuyệt đối không có khả năng lại bị ngăn cản. Chết đi, hưu, tinh thần trùng kích đã đánh tới, mà để cho La Phù Minh khiếp sợ chính là, tam âm cốt rõ ràng còn không chút sức mẻ. Điều này sao có thể? La Phù Minh hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, một màn này phá vỡ nhận thức của hắn. Lăng Hàn cười ngạo nghễ, hắn không chỉ đột phá đơn giản, còn bổ khuyết bất diệt thiên kinh bảo vệ thần hồn, Loại tinh thần trùng kích này xác thực có khả năng ảnh hưởng hắn, có lẽ bây giờ La Phù Minh sử dụng ra, đã tương đương đại tinh tinh, bà lão lúc trước chỉ để cho hắn có chút đau nhức, cái này hoàn toàn ở trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. La Phù Minh có chút dừng lại, sau đó đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Ngay cả tinh thần công kích cũng không thể ảnh hưởng Lăng Hàn, vậy hắn còn làm sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn? Lúc trước Lăng Hàn vẫn chỉ là tầng 3, có thể dựa vào tiên ma kiếm cùng hắn đánh ngang tay, bây giờ đối phương trực tiếp nhảy hai cảnh giới như vậy toàn lực chiến một trận hắn còn có một tia phần thắng sao chẳng những không có lại có nguy hiểm đến tính mạng hắn khát máu hắn tham lam nhưng đối mặt kết quả hẳn phải chết tất bại hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi chịu chết lang hàn lắc đầu đã muộn hắn duỗi tay phải ra chộp tới la phù minh oanh cự thủ như núi quy tắc hóa thành thực chất hoàn toàn phong tỏa tất cả lộ tuyến tiến thối của la phù minh không la phù minh kinh hãi thất sắc trên mặt tràn đầy hối hận vì cái gì lúc trước không sớm chạy trốn, không nên đẩy mình vào tuyệt cảnh như vậy a à. Hắn không phải là người như thế, La Phù Minh bay lên khó hiểu mãnh liệt, hắn làm người từ trước đến nay cẩn thận, sự tình không có cực kỳ nắm chắc là tuyệt đối không làm, mà Lăng Hàn rõ ràng ở thời điểm tầng 3 thì có thể chống lại hắn, dù hắn nắm giữ tinh thần trùng kích, nhưng đối phương cũng dảo bước tiến lên tầng 4, hiện tại càng đột phá tầng 5, vì cái gì hắn còn có thể bị tham lam khống chế. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận mình rốt cuộc là bị cái gì ảnh hưởng, rõ ràng làm ra sự tình hoàn toàn trái với bản tính. Lăng Hàn một trường đập rơi, ba, không hề lo lắng, La Phù Minh bị hắn oanh giết thành cặn bã. Một khi tinh thần trùng kích không có tác dụng, La Phù Minh căn bản kém xa âm Hà Tiên Vương, mà Lăng Hàn ở tầng 4 có thể giết âm Hà Tiên Vương, hiện tại bước vào tầng 5, muốn giết La Phù Minh không phải chuyện một trường sao. Tiên Vương bốn phía thấy một màn như vậy, đều run sợ thất sắc, lạnh run. Vị tiên vương tầng 5 này cũng quá mãnh liệt a, à, giết tiên vương tầng 7 rõ ràng chỉ cần một trường, thực lực này hẳn là trực tiếp bão tố tầng 8 đi à nha. Lăng Hàn lại khẽ lắc đầu, theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, hắn phát hiện muốn vượt qua cảnh giới giết địch cũng càng ngày càng khó. Trường 2926, một trường chụp chết. La Phù Minh chẳng qua là hoàng giả tầng 7, nếu không phải nơi đây hoàn cảnh đặc thù, hắn căn bản không có khả năng tu đến tầng 7. Mà tầng 7 như vậy cũng nhược đến phát nổ, mới có thể bị hắn đơn giản một trường chụp chết nếu là đế giả tầng 7 thì sao như vậy không có dễ dàng giết như thế nếu để cho người biết rõ hắn cảm khái khẳng định phải mắng lăng hàn lòng tham chưa đủ ngươi là bước qua hai cảnh giới giết địch ga cái này vốn chính là nghịch thiên còn có cái gì tiếc nuối lăng hàn tìm không gian thần khí của la phù minh bất quá bên trong chỉ có trên trăm viên thăng long đan so sánh với thủ khố của thanh quỷ tiên vương tự nhiên là ảm đạm thất sắc rồi hết cách rồi đây chỉ là một tên Tiên Vương tầng 7 mà thôi." Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống, trong tay hắn cầm quyển trục vị diện, cảnh giới vừa mở ra, hắn tự nhiên lại có thể đề thăng thể thuật một bậc rồi. Hắn không biết trong nguyên cổ mộ cất giấu nguy hiểm gì, nhưng nhất định không dễ dàng đối phó, nếu không những Tiên Vương tầng 9 đó hẳn đã sớm đắc thủ, rút ra cổ mộ. Thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt, huống hồ hắn cũng không cần tốn hao thời gian quá dài. Nói là nói như thế, nhưng lần này Lăng Hàn bế quan, nhoáng một cái đã 17 năm qua đi. Ở trong thời gian lâu như vậy, có tiên vương giết vào trong nguyên cổ mộ, ép không được lòng tham, muốn kiếm một chén canh, cũng có rất nhiều tiên vương ở bên ngoài phát sinh huyết chiến, phơi thây khắp nơi, cũng có tiên vương mới đến, không ai bị nổi. Bất quá, không có người đi trêu chọc Lăng Hàn, bởi vì lúc trước sự tích hắn một trưởng oanh giết La Phù Minh vẫn còn truyền lưu ở trong mọi người, dù người mới tới không thể nào tin được chuyện như vậy, nhưng không có chuyện cần gì phải đi chiêu chọc lăng hàn, vạn nhất truyền thuyết là thật thì sao? Bất quá luôn có người tự cho là đúng, nói nhăng gì đấy, tiên vương tầng 5 giết tầng 7. Dưới đời này tại sao có thể có sự tình vớ vẩn như thế? Một nữ tử thanh tú động lòng người nói, nàng lớn lên vô cùng xinh đẹp, nhưng trên mặt còn hiện đầy kiêu ngạo. Đúng, tại sao không nói hắn còn làm thịt tiên vương tầng 9? Bên cạnh có người phụ họa, cái này là một đám người trẻ tuổi, tràn đầy khí thức nhị thế tổ tổng cộng 9 người, 6 nam 3 nữ, thực lực đều rất tiếp cận, căn bản là tiên vương tầng 5, có hai người thì đạt đến tầng 6, theo thứ tự là một nam một nữ, ngạo khí khinh người. Hứa thiếu ra là đế giả trăm triệu năm khó được một, thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể vô địch đồng cảnh giới. Một nam tử mặc hắc y chỉ nam tính tiên vương tầng 6 kia. Hiện tại lại còn nói có người lấy tu vi tầng 5 chảm tầng 7, cái kia để hứa thiếu của chúng ta ở chỗ nào. Còn có thanh tỷ của chúng ta, đồng dạng là đế giả tầng 6, tương lai tất thành nữ đế tầng 9. Lại một nữ tử nói, hai nam nữ được xương tán đều lộ ra dáng tươi cười rụt rè, nhưng thần sắc lại cực kỳ ngạo nghễ, hiển nhiên thu nhận khích lệ như vậy, cho là mình hoàn toàn xứng đáng. Tên kia là ai, đứng ra để cho Lưu Vũ Hằng ta nhìn xem, rốt cuộc là sinh ba đầu, hay dài sáu cánh tay. Một người trẻ tuổi áo tím bước ra, ánh mắt đảo qua, bế nghễ chúng sinh. Gia hỏa thật hung hăng càn quấy, có người thầm nói, hư, không nên nói lung tung, chẳng lẽ ngươi không nhận thức mấy người này? Đồng bạn của hắn vội vàng cảnh cáo nói, bọn hắn rất giỏi sao? Người đầu tiên khó hiểu hỏi, đây chính là mấy thiếu gia tiểu thư của Thiên Hóa Đô. Đồng bạn của hắn nói, a h h Thiên Hóa Đô, người đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong truyền thuyết, đó là do mấy tiên vương sớm nhất vào tiên vương mộ địa sáng chế, cũng là thành thị thành lập sớm nhất của tiên vương mộ địa. Đồng bạn của hắn gật đầu, đúng vậy, Thiên Hóa Đô cường giả như mây, tiên vương tầng 9 càng nhiều đến trăm tên, hơn nữa, những người bị nhốt vào tiên vương mộ địa sớm nhất kia. Đều là cường giả chân chính, cái nào không phải bối cảnh đáng sợ, thiên phú chắc tuyệt. Bọn hắn không cần nói, ngay cả con cháu của bọn hắn cũng đồng dạng có thiên phú cường đại, nghe nói rất nhiều đều là đế giả. Đế giả, người thứ nhất hít vào một hơi thật sâu, cho dù là ở viêm xương vị diện, đế giả y nguyên rất thưa thớt, tiên vực thì có khả năng ức vạn giảm ra một cái, ở đây là ức giảm ra một có thể được xưng là đế, đã có thể nói rõ vấn đề. Thanh âm nghị luận như vậy phát sinh ở rất nhiều nơi, dù tất cả mọi người bị hắc khí ảnh hưởng tới thần trí, nhưng kính sợ cơ bản nhất còn ở đằng kia, ai cũng câm như hến. Lưu Vũ Hằng khinh thường mọi người, tuy bốn phía nghị luận không lớn, nhưng hắn lại nghe được rõ ràng, để cho hắn cực kỳ đắc ý. Khối chiêu bài thiên hóa đô này, một mực rất có tác dụng. Hắn suy một tiếng nói, quả nhiên là nói khoác ra, nhìn thấy bản thiếu ra rõ ràng ngay cả đứng ra cũng không dám, ha ha, hắn tùy tiện chỉ hướng một người nói, người nói cho bản thiếu gia thiên tài yêu nghiệt gì kia ở đâu. Người bị chỉ tên kia tự nhiên một chút cũng không muốn đắc tội Lăng Hàn, nhưng hắn chưa từng tận mắt thấy Lăng Hàn phát huy, chỉ là nghe người khác nói mà thôi. Bởi vậy, thiên hóa độ uy hiếp hiển nhiên càng lớn, để cho hắn chỉ do dự một chút liền chỉ tới Lăng Hàn. Lưu Vũ Hằng thuận chỉ mà xem, chỉ thấy ở phía trước rất xa đang ngồi xếp bằng một người, bốn phía vắng vẻ, như chúng tinh cùng nguyệt. Lưu Vũ Hằng nhìn Lăng Hàn, không khỏi bay lên một cảm giác nhỏ bé, phảng phất như đối mặt thực sự không phải là một tiên vương tầng 5 cùng giai, mà là đại đế ở cửu trọng thiên cao cao tại thượng. Hắn vội vàng lắc đầu, mình là đến giáo huấn người này, để cho mọi người biết rõ, cái gì tầng 5 giết tầng 7, cái này căn bản là đầm rồng hang hổ, ở đâu có thể là thật. Rõ ràng bị người này hù, thật sự là mất mặt. Vũ Hằng, làm sao lại ngây ngốc, có phải sợ hay không? Đằng sau có người cười nói, đây là đồng bạn của Lưu Vũ Hằng, phát hiện Lưu Vũ Hằng biến hóa vi diệu, Lưu Vũ Hằng lập tức giận tím mặt, lớn tiếng nói. Bản thiếu gia sẽ sợ, hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn, tiểu tử kia, thấy bản thiếu gia rõ ràng còn dám tùy tiện ngồi, có phải chán sống hay không? Tuy lăng hàn một mực rút ra năng lượng trong quyển trục vị diện, lại không phải là trạng thái bế quan, mà tùy thời có thể dừng lại, chỉ là xem hắn có nguyện ý hay không mà thôi. chương 2927, một cước giết chết. Hắn quét nhìn Lưu Vũ Hằng, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, Ha 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 ha, Lăng Hàn trả lời để cho đại bộ phận đồng bạn của Lưu Vũ Hằng nở nụ cười. Lưu Vũ Hằng, thằng này giống như cực kỳ xem thường ngươi nha. Mất hết cả mặt, rõ ràng để cho một người không biết từ nơi nào xuất hiện ở trước mặt mọi người quát tháo. Mấy người kia cười tâu tuét, để cho biểu lộ của Lưu Vũ Hằng trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn vốn chỉ muốn giáo huấn Lăng Hàn một chút, nhưng bị đồng bạn châm chọc khiêu khích như vậy, lập tức bốc lên sát ý. Thật sự là tự mình muốn chết, hắn ngang nhiên ra tay, hai tay dẫn dắt, thổ hệ đại đạo bị hắn dẫn động, hóa thành trên trăm viên lưu tinh hung hăng nện tới Lăng Hàn. Thực lực của Lưu Vũ Hằng càng ngày càng mạnh rồi. Trong chín người, nam tử tầng 6 kia nói, hắn gọi hứa hoàn, địa vị tối cao, những lời này cũng là mang theo giọng điệu bình phẩm, để mình ở phía trên Lưu Vũ Hằng. Chiêu vạn tinh lạc này chính là tuyệt chiêu của Lưu Đại Nhân, tuy ở trong tay Lưu Vũ Hằng còn không có cách nào phát huy ra một phần vạn uy lực, nhưng ở trong tầng 5 đã rất bất phàm rồi nữ tử tầng 6 cũng bình nói nàng gọi triệu thanh bối cảnh cùng hứa hoàn không sai biệt lắm nhưng tu vi bản thân lại kém một chút hắc hắc xem ra lưu vũ hằng là thật sự nổi giận có người cười hì hì nói ai bảo các ngươi kích thích hắn như vậy có nữ tử hờn dỗi cũng là tiểu tử kia tự mình muốn chết không oán người được khác mấy nam tử khác thì nhao nhao lắc đầu bọn hắn mới vừa gia nhập nơi đây còn không có bị hắc khí ảnh hưởng nhưng thân là hậu đại của đại nhân vật ở thiên hóa đô bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không để nhân mạng vào mắt. Cái này giết thì giết, ai bảo tiểu tử này vừa vặn đánh lên. Âm âm, trên trăm lưu tinh rơi đập, mỗi một khỏa đều tương đương với một hoàng giả tầng 5 toàn lực oanh kích. Cái này tự nhiên khủng bố rồi, lập tức san bằng cả khu vực, chỉ còn lại có bụi bậm trùng thiên, hóa thành một đám mây hình nấm cự đại. Cái này liền giết chết, vốn tưởng rằng hắn nói khoác lợi hại như vậy, sẽ có chút ít thực lực, không nghĩ tới yếu như thế. Ha ha, thật không biết là ai thổi ra. Đám người hứa hoàn đối với Lăng Hàn vạn phần khinh thường, ngay cả rất nhiều người tới sau đều có một loại cảm giác bị lường gạt, đây là cường giả gì a à, căn bản nhược về đến nhà. Không chịu nổi một kích, Lưu Vũ Hằng chắp hai tay ở sau lưng, nhẹ nhàng nói một câu, nhưng truyền đáng ở bên tai mỗi người. Cái này rất cuồng, nhưng ai bảo hắn có thực lực. Người nói ai không chịu nổi một kích, một âm thanh trong trẻo từ trong khu vực trung tâm bụi bậm truyền ra, sau đó liền chứng kiến một người tuổi còn trẻ đi nhanh ra, mặc ngươi quy tắc tung hoành như thế nào, cũng căn bản không gần được thân hắn. Tự nhiên là Lăng Hàn rồi, cái gì, không có khả năng, ông trời ơi, chứng kiến Lăng Hàn như tản bộ đi ra, tất cả mọi người mở to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được, ngay cả hứa hoàn cùng Triệu Thanh cũng có chút động, lấy thực lực đế giả tầng 6 của bọn hắn đương nhiên cũng có thể làm được điểm ấy, nhưng Lăng Hàn chỉ là tầng 5. Lưu Vũ Hằng vốn sững sờ, sau đó lại hung thần ác sát. Bất quá tiếp được một chiêu của bản thiếu gia, có cái gì kiêu ngạo hắn không sợ chút nào sau lưng còn có triệu thanh hứa hoàn càng có quái vật khổng lồ như thiên hóa đô tiên vương tầng năm càng lợi hại lại có làm được cái gì hắn ra tay lần nữa một trường nắm tới thổ hệ đại đạo diễn hóa hóa thành một cây phương thiên hỏa kích hung hăng đâm tới lăng hàn trong mắt lăng hàn phát lạnh mặc dù hắn biết mình quả thật rất có khả năng gây phiền toái nhưng lần này thật sự là người vô tội a à, êm đẹp ở đằng kia tu luyện động tới ai a à. hiện tại hắn đã là tầng 5, thể thuật cộng thêm quy tắc chi lực tiên ma kiếm, địch nổi tầng 8 cũng không nói chơi, gặp được tiên vương tầng 9 cũng có thể thong rong mà đi, ở trong tiên vương mộ địa còn cần có gì cố kỵ sao. Lão hổ không phát huy, người thực cho rằng ta là con mèo bệnh sao. Lăng hàn oanh ra một quyền, bành, phương thiên hỏa kích lập tức nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ quy tắc bắn bay, ba ba ba, có mấy khối còn quét qua mặt lưu vũ hằng, lập tức để lại mấy vết thương, máu tươi tràn ra. Lăng hàn tiến quân thần tốc, một trường chụp về phía lưu vũ hằng, Lưu Vũ Hằng sợ hãi, hắn muốn trốn, nhưng chỉ là hoàng giả tầng 5, nếu còn có khả năng tránh thoát một chảo của Lăng Hàn hiện tại, như vậy hắn tuyệt đối là cấp bậc kỳ vô danh, tiêu anh hùng rồi. Bang, Lưu Vũ Hằng bị Lăng Hàn tát ngã trên mặt đất, hắn vừa định đứng lên, nhưng Lăng Hàn lại một cước giẫm đầu của hắn, nặng như tinh thần, để cho hắn căn bản không thể động đậy. Hắn vừa giận vừa thẹn, đường đường công tử của siêu cấp cường giả Lưu Tầm ở Thiên Hóa Đô, chưa từng thụ qua ủy khuất như vậy. Người lúc trước chứng kiến Lăng Hàn ra tay chấn giết La Phù Minh thì cười lạnh, người ta ngay cả tiên vương tầng 7 cũng lật tay chấn áp, người chỉ là tầng 5 lại tính toán cái gì. Đã nói cho người biết Lăng Hàn vô cùng cường hoành, người còn muốn đụng lên bị đánh, không phải muốn chết sao. Nhưng càng nhiều người nữa chỉ là nghe nói qua Lăng Hàn cường đại, hiện tại thấy tận mắt, ai cũng ít khí lạnh, vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt hứa hoàn nhảy lên, lộ ra vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh lại đè ép xuống, thản nhiên nói. Thả người, lại tự đoạn một tay một chân ta tha cho người khỏi chết có nghe hay không còn không thả người những người khác lập tức kêu gào hứa thiếu gia của chúng ta cũng không phải một mực dễ nói chuyện như vậy không nên bỏ qua cơ hội này Hừ, người biết chúng ta là ai chăng lăng hàn sướng sờ những người này cũng quá kiêu ngạo đi à nha hắn nhìn về phía hứa hoàn giống như cười mà không phải cười ngươi ra lệnh cho ta sao thả người không nên ép bản thiếu gia ra tay hứa hoàn y nguyên nhàn nhạt nói mặc dù đã gặp lăng hàn ra tay nhưng hắn y nguyên có tự tin mãnh liệt hứa thiếu ra giết hắn đi giết tên hỗn đản này lưu vũ hằng cũng kêu to người này lại dám nhục ta ta muốn hắn chết lăng hàn chậm rãi giơ chân lên mọi người vừa thấy còn tưởng rằng lăng hàn thỏa hiệp đều nhao nhao lắc đầu chương 2928, diệt hồn cổ hết cách rồi ai bảo đó là người thiên hóa đô chỗ đó có rất nhiều lão quái nghe nói một người có thể tàn sát một tòa thành nếu dẫn suốt những người này, thế lực nào gánh vác được. Đừng nhìn Hoa Nguyệt Minh, Vạn Long Minh, Xuân Thu Minh người đông thế mạnh, nhưng thiên hóa đô tuyệt đối không kém bất kỳ một cái nào. Đây là cử chỉ sáng suốt, mọi người ở đây nghị luận nhau nhau, chỉ thấy Lăng Hàn không chút do so dự một cước rơi xuống, ba, đầu lâu của Lưu Vũ Hằng bị dẫm nát bét. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường đều tịch, không có người nói được ra lời. Ai cũng nghĩ Lăng Hàn kinh sợ rồi, không dám trêu chọc thiên hóa đô, mà đây cũng là lựa chọn rất sáng suốt thiên hóa đô thực sự quá mạnh mẽ là thế lực uy tín lâu năm trong tiên vương mộ địa người sáng lập đều là một đám tiên vương sớm nhất vào đây tiên vương lúc đó đều là bối cảnh vô cùng lớn là chủng loại không thể giết kia thực lực thiên phú bản thân cũng cực kỳ cao nghe nói có tồn tại đế tinh cho nên nói thiên hóa đô chỉ là một thành liền có thể địch nổi hoang nguyệt minh hoặc vạn long minh xuân thu minh lang hàn đây là sông đại họa ngập trời thằng này chết chắc rồi thực không ngờ hắn rõ ràng mạnh như vậy, mãnh liệt cái rắm, đây là lỗ máng, tự tìm đường chết. Có người bội phục lăng hàn bá khí, có người thì lắc đầu, tiên vương tầng 5 liền muốn khiêu chiến tiên hóa đô, thật sự là mệnh nhiều hơn nữa cũng không đủ giết. Đám người hứa hoàn đều là biểu lộ lạnh lùng, nộ đã đến cực hạn. Ngay trước mặt bọn họ, lăng hàn rõ ràng dám giết người. Đáng chết, hứa hoàn giận quá thành cười. Tốt, 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 ta còn chưa gặp qua người cuồng ngạo như vậy, người thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Oanh, hắn phóng thích ra khí thế, hóa thành từng đạo nộ long ở quanh người gào thét, thậm chí có thể để cho tiên vương tầng năm trực tiếp hôn mê. Oanh, hắn bước ra một bước, lập tức đất sung núi chuyển. Đây là một đế giả tầng 6, sinh mệnh lũy thừa trực tiếp bão tố một vạn mốt, có thể so sánh với tiên vương tầng 7 phổ thông rồi. Hiện tại ở chỗ này nào có tiên vương tầng 6, sớm đã tiến vào trong nguyên cổ mộ tìm bảo rồi, bị khí thế của hứa hoàn áp bách, người cách gần đó trực tiếp đổ một mảnh, người ở ngoài xa cũng thân hình lay động giống như uống say. Phải biết rằng, người có thể đến nơi đây đều là tiên vương, hứa hoàn mạnh có thể thấy được lốm đốm. Hứa thiếu ra vừa ra tay, cuồng đồ kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hư, rõ ràng dám khiêu khích thiên hóa đô chúng ta, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Không thể đơn giản giết chết hắn, phải rút linh hồn của hắn ra, lấy vạn hóa lô đốt cháy, luyện hóa vài vạn năm, lại để cho hắn nhận hết thống khổ mà chết, cho hắn biết không nên đối địch với thiên hóa đô bảy người triệu thanh ở hậu phương nói bọn hắn không phải phẫn nộ lưu vũ hằng chết mà là uy nghiêm của thiên hóa đâu nhận lấy khiêu khích người phải chết hứa hoàn nói ra hắn đi nhanh về phía lăng hàn mỗi một cước đều làm thiên địa động dung đây là một đế giả năng lực khống chế đại đạo vượt xa tiên vương phổ thông mọi người vây xem đều kinh hãi bọn hắn vốn đối với lăng hàn tràn đầy tin tưởng nhưng bây giờ chứng kiến khí thế của hứa hoàn kinh người như thế vẫn không khỏi dao động có lẽ người này càng mạnh hơn nữa Lăng Hàn lù lù bất động, bất luận khí thế của hứa hoàn như thế nào, hắn cũng như ngọn núi khổng lồ, hải khiếu thì như thế nào, đập lên chỉ có bị bắn trở về. Bắt lại cho ta, hứa hoàn ra tay, hắn thò tay phải ra, oanh, quy tắc thực hóa, có thể dùng mắt thường chứng kiến một cự mãng màu xanh xuất hiện, tán ra đại uy lực, chân áp về phía Lăng Hàn. Bảy người triệu thanh đều cười lạnh, hứa hoàn vừa ra tay, đừng nói Lăng Hàn chỉ là tầng 5, dù đồng dạng là tầng 6 cũng chỉ có thể bị nhẹ nhóm cầm xuống đây chính là một vị đế giả. Ba, thời điểm mọi người ở đây cảm thấy Lăng Hàn thất bại, chỉ thấy Lăng Hàn tiến tới một bước, vung tay lên, liền tát hứa hoàn một tát, đánh đối phương trực tiếp bay lên, miệng hơi mở, có mấy cái răng cùng huyết phun ra. Rất đơn giản, giống như đại nhân khi dễ tiểu hài từ vậy. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch, không người có thể nói chuyện. Cái này cũng quá mạnh đi à nha, đế giả tầng 6 cũng khiêng không được một chiêu, nói vẽ mặt liền vẽ mặt, cái này thực lực sai biệt bao nhiêu bảy người triệu thanh vốn vẫn còn cười lạnh hiện tại dáng tươi cười lập tức ngưng kết chỉ còn lại có chết lặng cùng sợ hãi người nam nhân này rốt cuộc là quái vật gì banh hứa hoàn ngã trên mặt đất vốn là bạch y thắng tuyết nhưng bây giờ bụi bẩn đầy người lộ ra vô cùng chật vật hắn bỏ lên trong ánh mắt bắn ra nổi giận cùng sợ hãi chỉ một trường như vậy cái cằm của hắn liền sắp nát rồi chẳng những hàm răng toái phi rất nhiều xương cốt bên trong cũng gãy toàn bộ lấy hắn đế giả tầng 6, rõ ràng ngay cả một chiêu cũng tiếc không được. Hắn không cam lòng, hắn không tin, tay phải hứa hoàn chấn động, trong tay nhiều hơn một cái trống, rất bé, chỉ như bàn tay bình thường, toàn thân đỏ tươi, giống như chảy xuôi theo huyết dịch, có đạo đạo hắc khí bốc lên, hóa thành vô số oan hồn. A, à, đầu của ta đau quá, giống như có quỷ lệ gọi, ta cũng vậy, người xung quanh ai cũng ôm đầu, có hai mắt đổ máu, có lỗ mũi đổ máu, có lỗ tai đổ máu nhưng càng nhiều là thất khiếu toàn bộ đổ máu khuôn mặt đáng sợ cái này đều là tiên vương a lại yếu cũng bước lên quy tắc rõ ràng bởi vì một cái chống liền đổ máu đây là diệt hồn cổ của hứa phương đại nhân khuôn mặt triệu thanh động dung thật không nghĩ tới hứa phương đại nhân vậy mà truyền diệt hồn cổ cho hứa thiếu gia ha ha nghe nói diệt hồn cổ là lấy tiên kim làm cơ sở lại bịt kín ra của một đại thú tầng 9 chế thành mỗi giết một người có thể dung nhập một đạo huyết hồn tăng lên uy năng của diệt hồn cổ nhiều năm như vậy, diệt hồn cổ không biết giết bao nhiêu người, chỉ cần kích hoạt, chỉ sợ đại bộ phận tiên vương tầng 9 cũng không phải đối thủ. Hư, ở trước mặt tiên khí, tiểu tử này còn ngăn cản thế nào? Những người này một lần nữa khôi phục vẻ ngạo nhiên, bọn hắn cuồng, không chỉ vì tu vi bản thân bọn họ, mà là bối cảnh sau lưng. Đây mới là chính thức cậy vào của bọn hắn, chương 2929, một kiếm chém chết một. Hứa hoàn cầm tiên khí, lập tức khôi phục tin tưởng, hắn âm trầm nhìn Lăng Hàn, dùng thần niệm nói. Ngươi nên tiếp nhận đề nghị lúc trước của bản thiếu gia, tự đoạn một chân một tay liền xong. Nhưng hiện tại, coi như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản thiếu gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Rõ ràng dám đánh cho hắn răng rơi đầy đất, nhục nhã như vậy nếu không hung hăng báo trở lại, về sau hắn còn làm người thế nào. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi nói nhảm nhiều lắm, nhanh kích hoạt tiên khí đi. Nếu không phải muốn xem uy năng của tiên khí này, Hắn đã sớm một quyền đánh chết người này. Hứa Hoàn tức giận đến sôi lên, hắn ngửa mặt lên trời cười to. "Tốt, tốt, tốt, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về uy lực của Diệt Hồn Cổ." Hắn tay trái cầm trống, tay phải vỗ mặt trống, ông, một làn khói nhẹ toát ra, hóa thành một lệ quỷ màu xanh, lập tức nhào về phía Lăng Hàn. Nếu như phụ thân của Hứa Hoàn ở đây, toàn diện kích hoạt tiên khí, có thể đánh ra một lệ quỷ tầng 9, nhưng hắn xa xa không đủ để hoàn toàn kích hoạt Diệt Hồn Cổ bởi vậy lệ quỷ này tự nhiên không đạt tới tầng 9. Bất quá, hứa hoàn dầu gì cũng là đế giả tầng 6, cộng thêm tiên khí chi uy, lệ quỷ lại cũng đạt tới tầng 7. Cực kỳ bất phàm rồi, tương đương với tiên vương tầng 6 anh ra công kích tầng 7, cái này còn chưa đủ như bước sao. Hơn nữa, hứa hoàn vẫn còn đập trống, còn thứ hai thứ ba thứ tư Càng ngày càng nhiều lệ quỷ xuất hiện, nhao nhao gia nhập đội ngũ vây công lăng hàn. Mặt của hứa hoàn lập tức trắng bệch, mỗi triệu hoán một con lệ quỷ phải tiêu hao rất nhiều lực lượng, dù sao hắn mới chỉ là tầng 6, cưỡng ép kích hoạt diệt hồn của tự nhiên rất miễn cưỡng. Mà hắn lại lộ ra biểu lộ khoái ý, một hơi triệu ra 81 con lệ quỷ, đủ để xé lang hàn thành mảnh nhỏ rồi. Nói rất dài dòng, nhưng theo hứa hoàn triệu ra con lệ quỷ thứ nhất đến bây giờ, kỳ thật chỉ trong nháy mắt mà thôi, 81 con lệ quỷ tầng 7 ngay ngắn gào thét về phía lang hàn. Cái này thật là đáng sợ, suốt 81 con lệ quỷ, Đủ để cho Tiên Vương tầng 8 sơ kỳ nhượng bộ lui binh. Tất cả mọi người lắc đầu, cái này không hề huyền nhiệm, dù Lăng Hàn Cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đạt tới tầng 8, chắc chắn sẽ bị những lệ quỷ này xé thành mảnh nhỏ. Cái này là tiên khí chi uy, ha ha ha, ở trước mặt tiên khí, ngươi làm sao trở mình được. Hứa Hoàn ngạo nghĩa nói, đây chính là hắn cậy vào. Quỳ xuống nhận lấy cái chết, bản thiếu ra có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Lăng Hàn lắc đầu, chỉ là muốn xem xem tiên khí trị uy mà thôi thực cho rằng ta không làm gì được ngươi sắp chết đến nơi còn dám hung hăng càn quấy hứa hoàn lạnh lùng nói còn không mau mau quỳ xuống đám người triệu thanh cũng đi theo quát tháo hiện tại bọn hắn là đứng ở vị trí ưu thế tuyệt đối thực là một đám ếch ngồi đáy giếng lăng hàn nhàn nhạt nói Xoát tiên ma kiếm ra một đạo hàn quang xẹt qua ba 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 tất cả lệ quỷ đều bị một kiếm cắt thành hai đoạn hứa hoàn lại một chút cũng không thèm để ý những lệ quỷ này không phải thật thể, mà là tiên khí tạo ra, thần hồn của người bị giết vĩnh viễn bị vây ở trong diệt hồn cổ, chém nát cũng lập tức có thể phục hồi. Vùng vẫy giấy chết mà thôi, hắn khinh thường nói, bất quá sau một khắc, hắn lại trừng tròng mắt ra. Bởi vì tuy chút hít quỷ ảnh này cực lực giấy ruộng, muốn một lần nữa góp thành một đoàn, nhưng làm sao cũng không có cách nào làm được, cứ như vậy cuốn động lên. Điều này sao có thể, tiên khí đánh ra công kích cư nhiên không chịu nổi một kích như thế. Hắn lại không biết, Tiên ma kiếm trong tay Lăng Hàn cũng là tiên khí, còn cắn nuốt rất nhiều tiên kim, tuy không có bước vào thiên tôn bảo khí, nhưng so với tiên kim bình thường đã kéo ra một khoảng cách rất xa. Lúc trước Lăng Hàn độ kiếp, dẫn động lôi kiếp tiến vào kiếm thể, mặc dù không có hấp thu bao nhiêu, nhưng được lôi kiếp mạnh đến tầng 8 tôi luyện, uy lực của tiên ma kiếm tự nhiên lại tăng lên rất nhiều. Một kiếm này, có thể so sánh cường giả tầng 8 ra tay, lực lượng chiếm được ưu thế tuyệt đối, hơn nữa bản thân tiên ma kiếm sắc bén cùng lực phá hoại lớn những lệ quỷ này tự nhiên một gọt liền đoạt, hơn nữa làm sao cũng không có cách nào phục hồi như cũ, nếu không tiên ma kiếm không phải luân lạc thành tiên khí phổ thông sao. Tất cả mọi người nghẹn ngào, mặt trống trong tay hứa hoàn là tiên khí A, hơn nữa còn là tiên vương tầng 9 tự tay luyện chế, dù hắn còn không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực, nhưng suốt 81 con lệ quỷ tầng 7 cũng đủ làm cho tiên vương tầng 8 sơ kỳ run sợ. Mà lang hàn một kiếm liền dọn dẹp, bành, làm sao sẽ mạnh như vậy, sao có thể mạnh như vậy. Lăng Hàn thu kiếm, nhìn về phía hứa hoàn, còn có chiêu gì không? Sắc mặt hứa hoàn không ngừng biến ảo, hắn thực không quen nhìn Lăng Hàn kiêu ngạo như vậy, nhưng có biện pháp nào, ngay cả tiên khí cũng tế ra, cũng không thể trấn áp Lăng Hàn, chẳng lẽ phải mời lão tử hắn xuất thủ? Thế nhưng mà, lão tử của hắn sớm tiến vào nguyên cổ mộ, nước xa đâu có thể cứu được lửa gần. Xem như ngươi lợi hại, hứa hoàn cầm được thì cũng buông được, hắn cưỡng ép dần xuống lửa giận, quay người muốn ly khai, đợi cùng lão tử tụ hợp, lại nhờ lão tử ra tay trấn áp lang Hàn. Ai cho ngươi đi, Lăng Hàn ung dung nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ ta lại hay sao? Hứa hoàn ngạo nghễ nói, phụ thân hắn là hứa phương, chẳng những là tiên vương tầng 9, hơn nữa còn là một đế tinh, thực lực cường đến đủ để lấy sức một mình đẩy bình bất luận tòa đại thành nào ở trong tiên vương mộ địa. Hơn nữa, sau lưng hứa ra còn có một vị nhị bộ thiên tôn. lang Hàn lắc đầu, không có chiêu mới, vậy thì đi chết đi. Hắn ra quyền, oanh tới hứa hoàn. Lúc trước hắn không có ra tay, chỉ là muốn nhìn đối phương còn có tuyệt chiêu gì không, nếu đối phương đã kỹ cùng, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ rồi. Cái gì? Ngươi lại dám ra tay với ta? Hứa Hoàn vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ đối phương không biết mình là ai. Hắn vội vàng đập diệt hồn cổ, một con lệ quỷ hiện ra, chỉ cần lực lượng của hắn cuồn cuộn không ngừng, liền có thể không ngừng triệu hồi ra lệ quỷ tới trợ trận. Chương 2930, một kiếm chém chết hai. Bành con lệ quỷ này vừa mới đi ra đã bị Lăng Hàn oanh diệt, hiện tại chiến lực của Lăng Hàn có thể so sánh tầng 8, lệ quỷ tầng 7 làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hứa hoàn vừa lui vừa tiếp tục gõ diệt hồn cổ, lấy tu vi tầng 6 lại muốn thúc giục ra công kích tầng 7, dù trong đó có tiên khí chi uy, cũng để cho hắn khó chịu đến muốn thổ huyết. Tiếp tục như vậy, dù Lăng Hàn không giết hắn, hắn cũng sẽ hao hết lực lượng mà chết. Người có biết bản thiếu ra là ai không? Hắn nhịn không được quát, ta chính là con trai của hứa phương, phụ thân ta là đế tinh tầng 9, một người có thể đẩy bình một thành. Hứa ra lão tổ càng là một vị nhị bộ thiên tôn, nếu ngươi dám giết ta, phụ thân ta tất sẽ không tha cho ngươi, dù ngươi trốn vào tiên vương mộ địa, lão tổ của ta cũng có thể cảm ứng được khí tức của ngươi, đuổi tận giết tuyệt, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhị bộ thiên tôn A, cái này là tồn tại chân chính siêu thoát thiên địa, chạy đến bất kỳ một vị diện nào cũng có thể bảo chứng có được thực lực nhất bộ thiên tôn nhưng dưới chân lăng hàn lại không ngừng, hắn nói vượt mọi trông gai, hắn nói dũng cảm tiến tới, nếu bởi vì kiêng kỵ một nhị bộ thiên tôn liền bó tay bó chân, cái kia thành tựu của hắn cũng chỉ như thế mà thôi. Nguyên tắc của hắn vô cùng đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần báo lại. Hứa hoàn không ngừng thổ huyết, hắn thật sự là liều máng thúc dục diệt hồn cổ, mà mỗi một con lệ quỷ đều bị lăng hàn một quyền oanh diệt, căn bản không có biện pháp tích đến số lượng nhất định, tạo thành biến chất. Mà không chịu hồi ra những lệ quỷ này, hắn sẽ chết càng nhanh hơn. Hiện tại hắn là uống rượu độc giải khát, biết rõ như vậy sẽ hao tổn chết mình, nhưng lại không thể không làm. Cùng tiến lên, bên kia, triệu thanh vội vàng nói, lại tiếp tục như vậy hứa hoàn nhất định sẽ chết. Sáu người khác lạnh dung, lấy thực lực của hứa hoàn cộng thêm tiên khí cũng bị lăng hàn áp chế đến xít sao, bọn hắn lên lại có cái dám dùng. Bọn hắn có tiên khí sao? Bọn hắn có tu vi tầng 6 sao? Thanh tỷ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy a. À. Đúng, lưu được núi xanh, lo gì không có củi đốt, chỉ cần tìm được chư vị đại nhân, lại đến cứu hứa thiếu ra cũng không muộn. Bọn hắn nhao nhao lui về phía sau, nào dám đi chịu chết? Triệu Thanh khó thở, đừng nói bọn hắn rất khó gặp được đám người Hứa Phương, liền tính toán thực sự gặp được, vậy cũng không biết là bao lâu sau, đoán chừng mộ phần của Hứa Hoàn đã xanh cỏ rồi. Bọn người nhu nhược này, nàng thét dài một tiếng, trường kiếm mà ra giết về phía Lăng Hàn. Nàng cùng hứa hoàn không chỉ là quan hệ bạn bè, còn là hôn phu, sớm đặt trước hôn sự rồi, mà nàng cũng hết sức hài lòng vị hôn phu này của mình, có chờ mong thật lớn, sao có thể chết ở chỗ này. Triệu thanh tham chiến, một kiếm vắt ngang, xoáy lên ngàn vạn sóng lửa. lang Hàn quay đầu lại, đối với triệu thanh một chỉ nhấn tới, phốc, những sóng lửa kia lập tức bị dập tắt, mà ngực của triệu thanh thì nhiều hơn một lỗ máu, khí tức đại giảm. Hưu, thừa cơ hội này, hứa hoàn quay đầu bỏ chạy, không chút nào chú ý vị hôn thê này. Hứa hoàn, triệu thanh kinh ngạc đến ngây người, nàng hoàn toàn không ngờ, mình phấn đấu quên mình đi cứu hứa hoàn, mà vị hôn phu lại rõ ràng báo đáp mình như vậy. Lăng hàn lắc đầu, thật đúng là vô sỉ, hai mắt hắn bắn lấy hàn mang, đối phương cho rằng có thể đào thoát, thật sự là quá ngây thơ. Lăng hàn bước ra một bước, quy tắc không gian dương động. Bành, hứa hoàn đang chạy, nhưng giống như va phải vách tường, lập tức chấn hắn trở về. Hắn kinh hãi, lấy thực lực đế giả tầng 6 của hắn, tường gì không phải bị đụng vào hắn liền nát bấy. Hơn nữa, tại đây ở đâu ra tường, hắn định nhãn xem xét, liền run sợ biến sắc, bởi vì tường này rõ ràng là Lăng Hàn. Thật đúng là xem trọng ngươi rồi, tâm tính như thế còn có mặt mũi sống. Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, một quyền oanh về phía Hứa Hoàn. Không, Hứa Hoàn dùng diệt hồn cổ ngăn cản, đây chính là tiên khí, dù hắn không có cách nào toàn diện kích hoạt, nhưng Lăng Hàn muốn lấy lực phá lại cũng là mơ tưởng. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đi chủ động ngạnh bính tiên khí, hứa hoàn không có cách nào vung tiên khí chi uy, nhưng nếu như hắn đi trực tiếp va chạm, cái kia chẳng khác gì thúc giục tiên khí tự kích hoạt, đây là hành vi ngu xuẩn. Hắn thu quyền, nhanh vô cùng, hứa hoàn lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn thành công tránh thoát một kiếp, mà đợi hắn động một môn thân pháp, tốc độ sẽ tăng vọt bốn lần, đến lúc đó Lăng Hàn liền không có khả năng đuổi theo mình rồi. Nghĩ khá lắm, âm thanh của Lăng Hàn lạnh như băng vang lên, ba, Hứa Hoàn còn nghe được âm thanh cốt đoạn, sau đó đau nhức tràn tới, để cho hắn lập tức lảo đảo đập lấy mặt đất, chỉ cảm thấy toàn bộ nửa người dưới chết lặng, không có một tia cảm giác. Hắn bị lăng hàn một cước đá nát bấy xương cốt, nhưng Tiên Vương chính là Tiên Vương, cốt đoạn làm sao có thể khoanh tay chịu chết. Hứa Hoàn bất chấp đau nhức kịch liệt, muốn sống mãnh liệt để cho hắn hai tay liền động, đánh lên mặt đất, lập tức tốc độ như bay. Đạt tới cấp bậc này, vô luận là công kích hay thân pháp, kỳ thật đều không giới hạn trong dùng tay hoặc chân tới thi triển, bởi vì quy tắc vận chuyển cần chính là thần thức. Hứa hoàn căn bản không dám nhìn nhiều lăng hàn, trong đầu chỉ có một ý niệm, cái kia chính là bỏ trốn mất dạng. Ta nói rồi, người không phạm ta, ta không phạm người. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, nhưng nếu người phạm ta, ta sẽ gấp trăm lần trả lại. Phốc, nói xong những lời này, hắn đã đuổi theo hứa hoàn, một quyền oanh ra, xinh xinh oanh sau lưng hứa hoàn ra một cái động lớn. Ngươi, thực, dám, Hứa hoàn run giọng nói, một quyền này trực tiếp oanh nổ trái tim của hắn, đây là thương thế rất nặng, nhưng càng chí mạng chính là ý thức võ đạo của Lăng Hàn, ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, thần hồn của hắn ở dưới cổ ý chí này không chịu nổi một kích, thức hải rơi vào tay giặc. Mà cái này, chính là tận thế của hắn, cha ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi, hắn lớn tiếng kêu lên, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, hai mắt vẫn mở to. Ở chỗ này, tiên vương mệnh như cẩu, mạnh như đế giả tầng 6 thì như thế nào, thân là thiên tôn hậu đại thì như thế nào? Lăng Hàn thu hồi nắm đấm, ánh mắt đảo qua bảy người còn lại. chương 2931, hứa hoàn chết. Ba ba ba, những người này nhao nhao quỳ xuống, lạnh rung. Tha mạng, bọn hắn cũng phải cúi đầu. Lăng Hàn bất phi sở động, chỉ nói, nếu ta rơi xuống trong tay các ngươi, các ngươi sẽ tha ta sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn ra tay, ba ba ba, tiên vương tầng 5 làm sao chống đỡ được một kích của Lăng Hàn, ai cũng bị oanh nổ đại não. Chỉ một hồi mà thôi, chín người hứa hoàn toàn diệt. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt nhìn về phía lăng hàn lại như chứng kiến một cỗ thi thể. Chín người kia là người của thiên hóa đô, có tiên vương tầng 9 tỏa chấn, người tiêu diệt con nối dõi của bọn chúng, giết xác thực thống khoái, nhưng lại mang đến cho mình bao nhiêu phiền toái. Cho nên, lăng hàn nhìn như còn sống, kỳ thật đã là một người chết rồi. Ở trong tiên vương mộ địa, tuyệt không có người có thể ngăn cản đám người hứa phương sát nhân, vô luận đối thủ là ai. Nhưng lang Hàn lại không thèm để ý, nếu như hắn đã tiến lên tầng 5, liền có nắm chắc ở trong tay Tiên Vương tầng 9 thoát thân, hơn nữa, thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên, đợi cho tầng 6, chỉ sợ đế giả tầng 9 hắn cũng có thể chống đỡ. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệt Hồn cổ, có chút khó khăn. Đây chính là tiên khí, ẩn chứa đại lượng tiên kim, để cho tiên ma kiếm thôn phệ, tất nhiên có khả năng làm cho nó nhanh tiến lên thiên tôn bảo khí, thế nhưng mà, đây chính là Tiên Vương tầng 9 luyện chế dưới tình huống không có người điều khiển ngược lại càng mạnh hơn. Ngay cả Lăng Hàn cũng không dám động, nếu không chính là trực diện một vị tiên vương tầng 9, mà bây giờ hắn gặp gỡ chiến lược tầng 9 liền chỉ có quay người bỏ chạy. Được rồi, ngày sau lại đến thu, lang Hàn thầm nói, hắn nhìn về phía nguyên cổ mộ, ở đây hiện tại chỉ ít có 9 thành tiên vương tầng 9 của tiên vương mộ địa, mà không nói đến toàn bộ, 9 thành 9 hẳn là bị hắc khí ảnh hưởng, trở nên thị sát khát máu, hắn đi vào mà nói, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Tuy trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng Lăng Hàn lại không chút do so dự bước ra, hắn quá hiếu kỳ rồi, hoang nguyệt này đến cùng muốn làm gì. Hắn đi về phía nguyên cổ mộ, thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong đó. Trong nguyên cổ mộ, hứa phương đang cùng một bóng đen kịch chiến. Không chỉ hắn, còn có mấy tiên vương tầng chiến hiệp trợ hắn chiến đấu, dù như thế, bọn hắn rõ ràng vẫn không thể nào chiếm được thượng phong, chiến đấu cực kỳ rằng co. Một màn này nếu để cho người chứng kiến, tất nhiên sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi, Bóng đen này rốt cuộc là tồn tại gì, rõ ràng có thực lực cường đại như thế, ngay cả rất nhiều tiên vương tầng 9 liên thủ cũng không cách nào dọn dẹp. Nhìn kỹ liền có thể thấy, kỳ thật bóng đen này có phạm vi hoạt động cực hạn, mới khiến cho đám người Hứa Phương mặc dù không thể thắng, lại không đến mức bại. Nhưng bóng đen này tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ nó rốt cuộc là đồ chơi gì, là thú hay người, hay là bảo khí, hoặc là cái gì khác. Ngay thời điểm mấu chốt như vậy, Hứa Phương đột nhiên bất động hắn tuyệt đối là quân chủ lực, dường như vậy tự nhiên để cho tiên vương khác áp lực đại tăng, có một tiên vương bị hắc ảnh rút bay ra ngoài, ngực nứt một lỗ hổng, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Mau lui lại, một tiên vương tầng 9 khác vội vàng kêu lên, bọn hắn vội vàng lui lại, hắc ảnh bởi vì có khu vực hoạt động hạn chế, truy kích ra một khoảng cách liền lui trở về. Hứa huynh, ngươi làm sao vậy? Tất cả mọi người nhìn về phía hứa phương, thân sắc của hứa phương lạnh như băng nói, nhi tử của bồn tọa bị người giết, cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, ai to gan như vậy, ngay cả người của thiên hóa đô cũng dám động. Là cuồng đồ nào ra tay, hoa nguyệt minh hay xuân thu minh, hay là vạn long minh, lấy có mấy tiên vương tầng 9 liên thủ, có thể cùng thiên hóa đô ta là địch. Hứa phương tâm niệm vừa động, hư không chào một cái, sau đó nói. Đợi bổn tọa thu hồi diệt hồn cổ, liền biết hung thủ là ai. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm chấn kinh, hứa hoàn có diệt hồn cổ, rõ ràng còn bị người giết. Dù hiền chất không có cách nào phát huy toàn bộ uy năng của diệt hồn cổ, nhưng như thế nào cũng có thể đạt tới tầng 8 sơ kỳ A. Hung thủ kia ít nhất có được chiến lược tầng 8 trung kỳ trở lên. Người phù hợp điều kiện như vậy ở tiên vương mộ địa thật sự quá nhiều, căn bản không thể thu nhỏ lại bao nhiêu phạm vi. Bất quá, ở trong, trẻ tuổi có thể đánh chết hứa hoàn căn bản không tồn tại, tất nhiên là lão quái thành tựu tiên vương nhiều năm. Trong lúc mọi người ở đây nói chuyện, chỉ thấy một cái trống huyết sắc bay vụt tới, bị hứa phương nắm trong tay, hắn có chút cảm ứng, không khỏi lộ ra vẻ kinh nộ. Giết chết con ta, là tiên vương tầng 5, tiên vương tầng 5, còn lại mấy tiên vương kia đều sướng sờ, điều này sao có thể, phân tích nửa ngày, tuy đều là nói nhảm, nhưng lại khẳng định người ra tay tất nhiên có chiến lược tầng 8 trung kỳ trở lên. Tiên vương tầng 5, làm sao có thể có chiến lược như vậy, đây không phải chuyện cười sao. Hứa huynh, có thể nhìn lầm hay không, có tiên vương hỏi, hắn cũng là tiên vương tầng 9, cũng là người sớm nhất bị nhốt vào tiên vương mộ địa, nhưng chỉ là đế giả, không cường đại bằng Hứa Phương, nhưng phía sau hắn đồng dạng có bối cảnh nhị bộ thiên tôn, điểm ấy liền không kém chút nào rồi. Người sớm nhất bị ném vào Tiên Vương mộ địa, khẳng định đều có quan hệ tới Thiên Tôn. Nếu lời này của hắn để cho người khác nghe được, đoán chừng sẽ cười chết, Đường Đường Tiên Vương tầng 9 sẽ nhìn lầm. Nhưng những người khác lại không hề vui vẻ, theo bọn họ đây đúng là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra, giải thích hợp lý duy nhất chính là Hứa Phương nhìn lầm. Hứa Phương hừ một tiếng, bị người nghi vấn hắn đương nhiên không vui, nhưng hắn cũng biết cái này có chút khó tin, liền cưỡng ép xuống. Bổn tỏa thông qua Diệt Hồn Cổ thấy cẩn thận, xác thực là một Tiên Vương tầng 5 ra tay, chém con ta. Lần nữa hắn cường điệu, mọi người chỉ có phần tin tưởng, một vị Tiên Vương tầng 9 sẽ hổ ngôn loạn ngữ sao? Nhưng tên hung thủ này dựa vào cái gì cường đại như thế? Tầng 5 giết tầng 6, hứa hoàn còn là đế giả, dù không cân nhắc Diệt Hồn Cổ, thực lực hung nhân kia cũng tất nhiên đạt tới tầng 7 bằng không mà nói, hứa hoàn muốn đi vẫn là sự tình dễ dàng. Một tiên vương tầng 9 phân tích nói, chương 2932, Bích Tinh Châu. Tầng 5, lại có được tu vi tầng 7, tiến hóa lũy thừa của kẻ này ít nhất đạt đến 11. Lại một tiên vương tầng 9 nói, ánh mắt hứa phương sắc bén, chậm rãi nói, không chỉ con ta, còn có triệu thanh chất nữ, vũ hằng hiền chất. Đều bị hung đồ kia giết sạch sẽ, cái gì, tiên vương khác đều kinh hô, tính cả bọn hắn, Tăng thêm Hứa Phương vừa vặn chín cái, đúng là trưởng bối của chín người Hứa Hoàn. Bọn hắn đều đi theo Hứa Phương, hậu bối thì lấy Hứa Hoàn cầm đầu, không có gì không ổn. Đột nhiên nghe được con nối dõi của mình bị giết, bọn hắn lại có người nào nhịn được, trong mắt ai cũng phóng hỏa, hận không thể lập tức đi ra ngoài tìm tên hung đồ kia. Hứa Phương trầm ngâm một lát, hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Mà tên hung đồ kia đã tiến vào nơi đây, chúng ta liền trước tiên giải quyết chuyện này sau đó đi tìm hung đồ kia miễn cho kiếm củi ba năm thiêu một giờ tốt chúng tiên vương gật đầu kỳ thật bọn hắn có mấy người là muốn trực tiếp đi tìm lăng hàn nhưng hứa phương nói như vậy rồi bọn hắn cũng không nên phản đối dù sao lăng hàn cũng tiến vào nguyên cổ mộ sớm muộn sẽ bị bọn hắn gặp được chỉ mong thời điểm gặp lại tiểu tử kia hắn còn sống để cho hắn nếm hết hết thảy cực hình của thế gian mới có khả năng chấm dứt tánh mạng của hắn lăng hàn tiến vào nguyên cổ mộ cái mộ này không có cửa vào mà là bị chúng tiên vương ngạnh xanh oanh ra, nhưng trong một phần xác thực có kết cấu. Hắn đi tới, hiện tại con đường này vẫn là bị tạc ra, nhưng rất nhanh đã thông với thông đạo bên trong, hai bên có minh châu làm đẹp, tản ra quang mang nhu hòa, nhưng có chút lại bị lấy xuống. Đây là, Bích Tinh Châu, Lăng Hàn nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ kinh ngạc, Bích Tinh Châu là một loại trái cây, sinh trưởng ở đáy biển, sau khi thành thục tự thoát cành, lại bị năng lượng băng hàn ở đáy biển bao viên, trải qua vô số ức năm mới có khả năng ngưng tụ thành hạt châu, có thể tăng lên tu vi của tiên vương. Đương nhiên, cảnh giới tiên vương càng cao, bích tinh châu tăng lên hiệu quả lại càng yếu, nhưng tổng có một chút hít tác dụng. Hiện tại những hạt châu này xa xỉ đến dùng để chiếu sáng, hơn nữa còn là cho một người chết, cái thủ bút này thật sự là to đến không hợp thói thường. Bích tinh châu cực kỳ hy hữu, lấy được một viên cũng may mắn, nhưng bây giờ chỉ là thị lực có thể đạt được thì có hơn 10 viên rồi. Lăng Hàn lấy tay đi bắt, lực lượng cường đại đảo qua, bất quá Bích Tinh Châu không chút sức mẻ. Hắn không tin tà, lấy ra tiên ma kiếm, sau đó dùng mũi kiếm cậy, lấy tiên ma kiếm vô kiên bất tồi, chỉ nghe tạp một tiếng, một viên Bích Tinh Châu đã bị hắn đảo xuống. Chẳng trách nơi này có chút ít Bích Tinh Châu bị nảy ra, bởi vì người lúc trước đi qua nơi này không phải không muốn, mà là không có tiên khí. Có thể có được tiên khí, căn bản là tiên vương tầng 9, sao sẽ quan tâm Bích Tinh Châu? Hơn nữa, Bích Tinh Châu cũng chỉ làm đèn chiếu sáng, vậy trong này sẽ cất giấu bảo tàng kinh người cỡ nào? Nghĩ như thế, ai còn sẽ lãng phí thời gian cãi bích tinh châu? Hắc hắc, người khác không làm đó là chuyện của người khác, ta sẽ không bỏ qua. Lăng Hàn không những làm, còn gọi nữ hoàng gia tiên khách cư, nàng cũng có một thanh tiên khí, phu thê hợp lực, hiệu suất có thể lớn nhất hóa. Tuy nữ hoàng lãnh ngạo, cho rằng vật thiên hạ đều thuộc về mình, bích tinh châu này hẳn là do người khác dâng tặng lên mới phải, nhưng Lăng Hàn đã mở miệng, nàng cũng cố mà làm rồi đinh đinh đinh, đường đường đường, bọn hắn cũng mặc kệ người khác, ở chỗ này cãi bích tinh châu. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, cũng không kém chút thời gian có phải hay không. Bọn hắn một đường đi một đường này, tốc độ của Lăng Hàn hiển nhiên phải nhanh hơn, một là tu vi của hắn cao hơn nữ hoàng, hai là tiên ma kiếm càng thêm sắc bén. Ba ngày sau, bọn hắn đã đi tới mấy trăm trượng, mà thông đạo lại không ngớt, tựa hồ không có phần cuối. Tại đây an táng, hẳn là một vị thiên tôn, Lăng Hàn suy đoán, nếu không một vị tiên vương tầng 9 cũng không có thủ bút lớn như thế, có nhiều bích tinh châu như vậy. Nữ hoàng gật đầu, như vậy xem ra, sáu bộ cửu hóa thiên kinh còn lại có khả năng giấu ở chỗ này. Khó nói, Lang Hàn lắc đầu, Hoa Nguyệt người này không có cách nào cân nhắc, ai biết hắn muốn làm gì. Bọn hắn tiếp tục đi tới, lại qua vài ngày sau, cái thông đạo này cuối cùng cũng chấm dứt. Nhưng vào lúc này, đằng sau truyền đến tiếng bước chân, theo khí tức cảm ứng, hẳn là tám gã tiên vương đạt tới tiên vương cảnh, hoàn toàn có thể rơi xuống đất im ắng, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác phát ra tiếng bước chân, nói rõ rất tự tin, hay là hung hăng càn quấy, không chỗ cố kỵ. Rất nhanh, tám người trẻ tuổi xuất hiện, cảnh giới cao thấp không đều, có tầng 3, cũng có tầng 6, nhưng mỗi cái ngạo khí trùng thiên. Lưu lại bích tinh châu, lập tức xéo đi, một tiên vương nói ra, hắn quét mắt nhìn nữ hoàng, không khỏi lộ ra kinh diễm, chỉ về phía nàng nói. Còn có nữ nhơ này, muốn chết, nữ hoàng âm trầm, trực tiếp phung kiếm mà động, giết về phía tám người này. Dám, tám người kia vội vàng đón đánh, lăng hàn cũng ra tay, ngăn lại tiên vương tầng 6, những thứ khác liền giao cho nữ hoàng đối phó. Rõ ràng dám đánh chủ ý thê tử của hắn, tự nhiên để cho lăng hàn giận không kiềm được, ra tay vô tình, hai gã tiên vương tầng 6 căn bản không chịu nổi một kích, ngay cả tuyệt chiêu cũng không có cơ hội phóng, trực tiếp bổ nhào tử vong. Ngươi, ngươi gây đại họa ngập trời, đây chính là con trai độc nhất của Khổng Tư Đại Nhân. Khổng Tư Đại Nhân là đế tinh tầng 9, chiến lược thông thiên, người nhất định là một người chết. Những người khác chứng kiến, đều lạnh rung, nữ hoàng đâu thèm để ý, tiên khí vung vẩy, đầu người cuồn cuộn. Lăng Hàn thu kiếm, không sao cả nói. Dù sao đã đắc tội rất nhiều tiên vương tầng 9, nhiều một cái không nhiều, bớt một cái không ít. Lăng Hàn rất lưu manh, mà trong nguyên cổ mộ, lại có một tổ tiên vương tầng 9 dừng bước, rất nhanh liền tuôn ra lệ thanh nộ hống cái này tự nhiên là đám người khổng tư rồi. Lăng Hàn một chút cũng không thèm để ý, cái thông đạo này đã đến phần cuối, hắn cùng nữ hoàng dắt tay mà ra, tư, chỉ thấy một đạo hồ quang điện bắn qua bọn hắn, chiều dài trăm trượt, phảng phất như một thanh loan đao. chương 2933, Lôi Lâm, nữ hoàng khẽ quát một tiếng, liền muốn xuất kiếm, lại bị Lăng Hàn chắn ở phía trước, một quyền oanh ra, ba ba ba, hồ quang điện đánh vào quả đấm của hắn, chấp động ra hỏa hoa vô tận. Cái điện mang này lực phá hoại đạt đến tầng 6, người đón đỡ sẽ bị thương. lang Hàn nói, nữ hoàng gật đầu, chẳng trách tiến vào đây ít nhất được là tiên vương tầng 6, kỳ thật cần chính là chiến lược tầng 6, mới có thể ngăn được được hồ quang điện công kích, nếu không chỉ có chật vật mà trốn. ngẩng đầu nhìn, nơi này là một rừng cây, gieo vô số cây cối đổ sộ, toàn thân lam sắc, lá cây dài rộng, mà điện mang vô tận thì ở trong rừng cây chấp động, ngẫu nhiên sẽ thành hình, hóa thành hồ quang điện quét ra. Nhìn kỹ, ở giữa những gân lá kia phun đầy tia chớp, kết sức kinh người. Đây là Lam Nguyệt Lôi Mộc, Lang Hàn nói, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Lam Nguyệt Lôi Mộc, đây là một loại kỳ thụ, rút ra lôi hệ quy tắc ở giữa thiên địa làm chất dinh dưỡng, đợi hoàn toàn phát triển, liền có tia chớp bao phủ, oanh ra hồ quang điện, lực phá hoại có thể so sánh chiến lược tầng 6. Hơn nữa, loại cây này còn có thể kết xuất lôi tâm quả, đối với tiên vương tu luyện lôi đình quy tắc, thật sự là trí bảo vô thượng. Ánh mắt Lang Hàn đảo qua, trong phạm vi thị lực của hắn có thể đạt được, không có một viên Lôi Tâm Quả tồn tại. Cái này không kỳ quái, hắn đã chậm nhiều năm như vậy, Lôi Tâm Quả khẳng định bị người ngắt hết. Tiên Vương tầng 9 có lẽ không thèm lấy Bích Tinh Châu, nhưng tới đây, ngắt lấy Lôi Tâm Quả chỉ là tiện tay mà thôi, tiện nghi tặng không ai không muốn. Lang Hàn nhìn nữ hoàng nói, nàng vào tiên khách cư trước, luyện hóa Bích Tinh Châu, tranh thủ sớm ngày đột phá. Tốt, nữ hoàng không có hai lời, lập tức tiến nhập tiên khách cư, ở đây Lôi Điện Tung Hoành lực phá hoại ít nhất đạt đến tầng 6, nàng lưu ở bên ngoài chỉ biết thêm phiền toái cho Lăng Hàn. Lăng Hàn đi nhanh, ba, hắn bước vào rừng cây, lập tức, tia chấp trên tảng cây giống như đã tìm được mục tiêu công kích, xì xì xì, bổ về phía hắn. Ha ha, thiên kiếp tầng 8 ta cũng có thể ung dung ứng đối, huống chi cái này. Hắn căn bản không có động thủ, trực tiếp đi tới, ba ba ba, tia chấp bổ vào trên người, lại không tạo thành một tia tổn thương. Khí lực của hắn đạt đến tầng 6, dù đứng đấy bất động, tiên vương tầng 6 cũng cần bỏ ra giá lớn mới có thể phá vỡ. Lăng Hàn như nhàn nhã dạo chơi, xuyên toa ở trong lôi đình thụ, hắn đang tìm, còn có lôi tâm quả sót lại hay không. Thế nhưng mà cái này bị hái rất sạch sẽ, còn cái gì tiên vương tầng 9, quá ti tiện, ngay cả lôi tâm quả cũng hái. Lăng Hàn nhả rãnh, những người này cũng hái quá sạch sẽ a, à, căn bản không để lại cho hắn một trái. Được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian thông qua đi. Hắn đang muốn xuyên việt khu vực lôi đình, lại nao nao. Kỳ quái, nếu như cái này là mộ của một vị thiên tôn, như vậy Lam Nguyệt lôi mộc này tồn tại ý nghĩa là gì? Ngăn cản người từ ngoài đến trộm mộ, nói giỡn, thiên tôn bố trí xuống thủ đoạn tầng 6 tới đánh lén. Không đúng, Lang Hàn đứng lại, nghĩ một lát, hắn lại vòng quanh cánh rừng một vòng. Muốn thông qua khu vực này cũng không cần tốn hao thời gian quá dài, nhưng muốn vòng một vòng liền dài rồi, trọn vẹn 7 ngày trôi qua, Lang Hàn mới dừng bước, hai mắt hắn khép kín, ở trong lòng lặng yên nghĩ, trong vòng 7 ngày đi qua, mỗi một bước đều hiện ở trong đầu. Đây là một trận pháp, nhưng không phải dùng để đả thương địch thủ, ngăn địch, nếu như ta không có đoán sai. Hắn không có mở mắt, cứ như vậy cất bước mà đi, đi không sai biệt lắm một nén hương thời gian, hắn ngừng lại, mở hai mắt ra, phía trước là một cây lam nguyệt lôi mộc cao chừng trăm trượng. Quả nhiên, đây là mắt trận, hắn lộ ra dáng tươi cười, mà mắt trận tác dụng là, lang hàn đi đến dưới cây, khoanh chân ngồi xuống, tư, lập tức, toàn bộ tia chớp trong rừng lập tức hội tụ về phía hắn đùng đùng truyền thừa tiên thuật lang hàn cười ha ha hai tay dẫn dắt tụ tất cả tia chớp vào trong tay thanh một cuồng lôi hắn nói thầm lôi đình nhập vào cơ thể lập tức hóa thành một đám ký hiệu truyền thừa lấy bí thuật nào đó cũng không phải ngồi ở chỗ này có thể đạt được bí thuật truyền thừa mà phải nhìn thấu bố cục của rừng rậm mới biết làm sao dẫn dắt những tia chớp này dung hợp thành ký hiệu nếu không căn bản không có cách nào thể ngộ Lăng hàn triệu nữ hoàng, nhu yêu nữ gia, để cho các nàng chung một chỗ tu luyện thanh một cuồng lôi, đây là một vị thiên tôn bố trí xuống, tuyệt không phải bí thuật bình thường. Nơi này là mắt trận, hơn nữa nắm giữ bố cục toàn bộ trận pháp, như vậy tia chấp sẽ không tạo thành tổn thương mảy may, ngược lại trợ giúp tăng lên cả mộ lôi hệ quy tắc. Cảnh giới của ba người lăng hàn tăng lên quá nhanh, đều chỉ có thể chọn một quy tắc tinh tiến, mà bọn hắn tuyển đại đạo tuyệt không phải lôi hệ, bởi vậy, cái này đối với bọn hắn có trợ giúp cực lớn ba người đều khoanh chân, tham lam hấp thu lôi đình chi lực, thể ngộ lấy diệu dụng của thanh mộc cuồng lôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba ngàn năm đã qua. Tia chớp trong rừng rậm này cơ hồ bị ba người lăng hàn hấp thu sạch sẽ, mà bọn hắn cũng đang không ngừng dùng bích tinh châu, cộng thêm thời gian lưu, kỳ thật đối với bọn họ, đã qua suốt 300 vạn năm. Thanh mộc cuồng lôi tự nhiên bị bọn hắn nắm giữ, hơn nữa được bích tinh châu giúp đỡ, tu vi của bọn hắn đều tăng lên một mảng lớn. Lăng hàn đạt đến tầng 5 trung kỳ, mà hai nữ cũng đã chạm được bình cảnh tầng 5, khoảng cách đột phá cũng không xa xôi. Thế nhưng mà, Bích Tinh Châu đã dùng xong, nếu như có thể một hơi đột phá đến tầng 6 liền sướng rồi. lang Hàn cảm thán nói, nếu như hắn dảo bước tiến lên tầng 6, cái kia ngay cả tầng 9 phổ thông cũng có thể chiến một trận, gặp được đế tinh tầng 9 cũng có thể thong dong thoát thân. Tốc độ tu luyện của chúng ta đã rất nhanh, không thể quá mức lòng tham. Nhu yêu nữ hé miệng cười nói, đổi lại trước kia, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới mình rõ ràng ở một ngày kia có thể thành tựu tiên vương. Nữ hoàng thì xoa tay, nàng nghẹn đổ kinh, muốn ở trên thực lực đuổi bằng thiên sinh, đem ác nhân dám can đảm đả thương phu quân nàng bầm thây vạn đoạn. Đi thôi, lôi điện chi lực ở đây đã bị chúng ta hấp thu sạch sẽ. Lăng Hàn nói, hắn duỗi tay phải, tư, trong lòng bàn tay có tia chớp màu xanh đang nhảy nhót, vô cùng khủng bố. Chương 2934, Lôi Pháp chỉ Huy hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Uy lực của thanh mộc cuồng lôi này kinh người, một trường này của ta vỗ xuống, cam đoàn tiên vương tầng 8 cũng phải run dày. Như yêu nữ thì vui vẻ, nàng không có tiên khí, bởi vậy đạt được một môn bí pháp cường đại, đối với chiến lược tăng lên có giúp trợ rất lớn. Ồ, Lăng Hàn đang muốn nói, đột nhiên nhìn về phía trước, chỉ thấy một nhóm năm người đang đi tới, theo thứ tự là bốn nam một nữ, trong đó có một nam tử, trên người quấn quanh lấy bảy đạo dị sắc, khí thế kinh người năm người kia cũng nhìn thấy ba người lăng hàn, ánh mắt đảo qua, sau đó không ai không ngừng lại ở trên người nữ hoàng. Vẻ đẹp của nữ hoàng, có thể nói là kinh thiên động địa. Tên tiên vương tầng 7 kia lập tức nhẹ nhàng đi tới nói. Tại hạ vạn cao kiệt, có thể thỉnh giáo phương danh của tiên tử không? Nữ hoàng không nhìn thẳng rồi, chỉ cho hắn một biểu lộ chán ghét. Nếu như đổi lại là lăng hàn như thế, vạn cao kiệt này nhất định sẽ sát cơ bắn ra, trực tiếp ra tay giết người. Nhưng nữ hoàng vốn là lãnh ngạo, khí chất như vậy phối hợp vẻ mặt, lại để cho vạn cao kiệt trong nội tâm ngứa ngáy, càng muốn bẻ đóa hoa hồng có gai cao ngạo này. Tiên tử, vạn thiếu của chúng ta là công tử của vạn thành bạch. Người bên cạnh hắn hát đệm nói, vạn thành bạch đại nhân chính là đế tinh tầng 9, là người lúc ban đầu được chuyển tiến vào tiên vương mộ địa, sức một mình liền có thể quét ngang bất luận một tòa đại thành nào. Có thể được vạn thiếu thưởng thức, đó là phúc khí tam sinh tam thế đã tu luyện. Huống chi, vạn thiếu của chúng ta bản thân càng là đế giả tầng 7, tương lai cũng có thể thành tiểu tiên vương tầng 9, cao thủ như vậy đi đâu tìm cái thứ hai. Vạn Cao Kiệt thì ra vẻ khiêm tốn, nhấn tay nói. Ta bất quá dính chút phúc ấm của trưởng bối, nào có tốt như mọi người nói. Ai nha, Vạn Thiếu quá khiêm tốn, nếu ta là Vạn Thiếu, đã sớm nhảy lên trời rồi, cũng chỉ có Vạn Thiếu mới có thể điệu thấp như vậy. Bốn người kia lại vỗ mông ngựa, nữ tử duy nhất thì mắt nhìn nữ hoàng, trên mặt tràn đầy ghen ghét. Ta nói vị cô nương này, cũng không nên quá mức rụt rè, bỏ lỡ cơ duyên này, nếu không sẽ không có lần sau. Lăng Hàn thở dài nói, các ngươi nói xong chưa? Năm người này ngươi một lời ta một câu, đều không có ý ngừng, cho tới giờ khác này mới để Lăng Hàn xen vào một câu. Vạn Cao Kiệt có chút suy một tiếng, tiên vương tầng 5, căn bản tư cách để cho hắn liếc mắt nhìn nhiều cũng không có. Bất quá, ở trước mặt nữ hoàng hắn lộ ra rất khiêm tốn nói. Vị bằng hữu kia, người xưng hô như thế nào? Hắn lo lắng Lăng Hàn là thân thích của nữ hoàng, đắc tội không tốt lắm. Lăng Hàn mỉm cười nói, ta là ai, các ngươi không cần quản, chúng ta cũng không rảnh trả lời các ngươi, đừng ở chỗ này như con ruồi vậy, các ngươi không phiền, chúng ta rất phiền. Con ruồi, năm người vạn cao kiệt đều giận tím mặt, rõ ràng dám nói bọn họ là con ruồi. Thật to gan, một tiên vương tầng 5 vẻ mặt uy nghiêm nói, vạn thiếu dễ nói chuyện, không có nghĩa là ta cũng như thế, hư, không để cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng hắn trực tiếp ra tay, một tát rút tới Lăng Hàn. Cái ý tứ này tràn đầy xem thường Lăng Hàn, cứ như vậy một trường đập tới, căn bản không coi hắn là cái gì. Trong mắt Lăng Hàn hiện lên hàn mang, tiện tay nhấn một cái, cũng là một tát đáp lễ. Không biết lượng sức, tiên vương tầng năm kia lạnh lùng nói, mặc dù hắn chỉ là hoàng giả, nhưng tu luyện công pháp lại vô cùng cao sâu, chiến lược vượt xa hoàng giả tầng năm phổ thông. Hai cự thủ rất nhanh liền đụng vào nhau, bành, một đại thủ lập tức nứt vỡ, một đại thủ khác thì không bị ảnh hưởng tiếp tục đánh ra phốc tiên vương tầng năm kia kêu thảm thiết miệng hơi mở lập tức nhổ ra một ngụm máu tươi mà mới mở miệng hắn làm sao cũng không dừng được không ngừng thổ huyết nhả đến cuối cùng cơ quan nội tạng cũng trào ra hắn lộ vẻ sầu thảm nhìn mọi người đầu nghiêng một cái trực tiếp ngã xuống đất tử vong cái này bốn người vạn cao kiệt đều chấn động cùng giai chiến một trận tiên vương tầng năm rõ ràng kém như vậy một tát liền chụp chết thật can đảm thật can đảm, vạn cao kiệt lạnh lùng nói, lúc này dù Lăng Hàn là thân đệ đệ của nữ hoàng, hắn cũng phải bắt Lăng Hàn, nếu không không phải để cho thủ hạ của mình thất vọng đau khổ sao. Hắn đứng dậy, thò tay nắm tới Lăng Hàn, đế giả tầng 7 ra tay, nắm chắc, Lăng Hàn không thèm để ý, hắn vận chuyển thanh một cuồng lôi, trên tay phải có lôi điện màu xanh rực quấn quanh, vẫn là một tát chụp về phía vạn cao kiệt. Muốn chết, vạn cao kiệt cười lạnh, tiên vương tầng 5 rõ ràng dám liều mạng với đế giả tầng 7, cái này là hung hăng càn quấy bực nào. Hắn vận chuyển bí pháp, muốn một kích oanh giết Lăng Hàn thành cặn bã. Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng, đến tột cùng là ai tìm chết. Ba, hai cự thủ đập đến chung một chỗ, lập tức nhấc lên gợn sóng đáng sợ, chấn động về bốn phương tám hướng. Vạn Cao Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể đỡ lan tràn, để cho hắn không tự chủ được bay về phía sau, sau đó trên tay phải truyền đến đau nhức kịch liệt, chỉ thấy chỗ đó máu chảy đầm đìa. Từng đạo hồ quang điện màu xanh loạn tránh, kéo dài lên cánh tay. Hắn sợ ngây người, lấy chiến lực đế giả tầng 7 đỉnh phong của hắn, có thể một kích oanh hắn đứt tay, như thế nào cũng phải là chiến lược tầng 8A. Một tiên vương tầng 5, hắn nặng nề té trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy khó chịu đến không cách nào hình dung. Ba người còn lại vừa thấy, toàn bộ nghẹn ngào im lặng, một màn này là bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, thậm chí tưởng tượng. Người làm sao có thể mạnh như vậy? Vạn Cao Kiệt bò lên, ánh mắt nhìn về phía lăng hàn tràn đầy sợ hãi cùng ghen ghét. Vừa rồi, hắn cảm thấy tử vong áp lực, một tiên vương tầng năm có khả năng thật lợi hại đến nước này, làm cho hắn vô cùng ghen ghét, nếu như hắn cũng có thể có chiến lực như vậy. Chẳng phải ngay cả tiên vương tầng 9 cũng có thể không để vào mắt sao. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, không mạnh một chút, làm sao bảo hộ người yêu của mình, lại làm sao tiêu diệt sâu nhỏ như ngươi. Sâu nhỏ, vạn cao kiệt thiếu chút nữa tức điên, hắn là đế giả tầng 7, càng là hậu đại của. Thiên tôn, rõ ràng dám nói hắn là sâu nhỏ. chương 2935, cự trùng, hắn âm trầm nhìn lăng hàn, thầm nghĩ chỉ cần tránh được một kiếp này, liền đi tìm phụ thân, nhờ cha ra tay chấn giết lăng hàn. Lăng hàn lắc đầu, ở trong tay ta, người còn muốn sống ly khai. Vạn cao kiệt hừ một tiếng, tiên vương khó giết, liền tính toán chiến lực của hắn yếu hơn lăng hàn một chút, nhưng nhiều nhất chỉ kém một cấp, muốn chạy trốn, lăng hàn làm sao ngăn cản được mình. Thù ngày hôm nay, Ta nhớ kỹ." Hắn cắn răng nói xong, dưới chân bắn ra oanh, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người. "Đi." Lăng Hàn không có truy, chỉ nâng tay phải lên, tư, một đạo lôi đình ngưng tụ thành một cây trường mâu, sau đó hưu. Bị hắn ném ra ngoài, tốc độ của điện mâu nhanh kinh người, lập tức đuổi theo Vạn Cao Kiệt, từ phía sau lưng đối phương đâm tới, xinh xinh đinh hắn ở trên mặt đất. "A!" À, vạn Cao Kiệt phát ra tiếng giống đau nhức, trái tim của hắn bị lôi đình chi lực khủng bố đánh xuyên lúc này lôi đình chi lực còn bắn phá ở trong người, để cho hắn cảm giác mình muốn chia năm xẻ bảy. Nhanh, mau thả vạn thiếu, hắn là con trai độc nhất của vạn thành bạch đại nhân, giết hắn, người sẽ bị diệt toàn tộc. Ba người còn lại vội vàng uy hiếp Lăng Hàn, hừ, Lăng Hàn giơ tay phải lên, hưu hưu hưu, lại có ba đạo điện mâu bị hắn ném ra ngoài, đinh ba người kia ở trên mặt đất. Bọn hắn không thể so với vạn cao kiệt, lập tức bị thanh mộc cuồng lôi xoắn diệt sinh cơ. Lôi, có thể đại biểu thiên địa trừng phạt, vốn là đại biểu lực phá hoại cuồng bạo, nếu không phải vạn cao kiệt chính là đế giả tầng 7, thực lực cường đại, hiện tại đã sớm chết rồi. Đi thôi, Lăng Hàn có chút hứng thú hết thời, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, người có thể làm đối thủ của hắn cũng càng ngày càng ít. Nữ hoàng cùng nhu yêu nữ gật đầu đuổi theo, sau khi bọn hắn ly khai thật lâu, vạn cao kiệt mới rủ đầu, triệt để mất đi sinh cơ. Công lực trêu chọc phiền toái của Lăng Hàn y nguyên cực cao, tổng có thể gặp được nhị thế tổ bối cảnh kinh người, có ngấp nghé sắc đẹp của nữ hoàng, có thì là thuần túy tìm phiền toái, tự nhiên đều bị lăng hàn trấn áp. Chỉ mấy tháng, nhị thế tổ chết trong tay hắn đã hơn trăm rồi. Có thể thấy, ở trong nguyên cổ mộ có bao nhiêu tiên vương tầng 9 muốn bắt lấy hắn, chém đầu của hắn. Nhưng lăng hàn lại không quan tâm, hắn thậm chí có chút ít chờ mong gặp được tiên vương tầng 9, cùng cường giả như vậy kịch chiến, sẽ để cho hắn cảm nhận được áp lực, tu vi tăng nhanh hơn. Ba người bọn họ đi ra khu vực lôi lâm, xuyên qua một con sông vô tận, bay qua một đại tuyết sơn, cuối cùng tiến nhập bình nguyên, cỏ xanh không qua mắt cá chân, dẫm lên hết sức thoải mái. Nhưng ở trên thảo nguyên này, đã có tiên vương đẫm máu, thậm chí máu tươi nhuộm hồng cả một mảng lớn. Rất quỷ dị, tiên vương huyết bá đạo bực nào, dính ở trên tảng đá, tảng đá cũng lập tức hóa thành bụi bậm, dính ở trên thảo mộc, thảo mộc cũng có thể nổ, làm sao có thể như phàm huyết vậy. Lăng Hàn cúi người xuống quan sát, một lúc sau, hắn nhíu mày nói lực lượng trong máu đã bị lau đi không có uy áp của tiên vương thi thể thì sao nữ hoàng hỏi bọn hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy có tiên vương thi kỳ quái chẳng lẽ không có tiên vương vẫn lạc sao nơi này có dấu vết đại chiến một mảng lớn một mảng lớn bình nguyên hóa thành phế tích mà kỳ quái chính là chỉ thấy tiên vương huyết nhưng không thấy tiên vương thi tựa hồ không hợp đại chiến như vậy cẩn thận nhu yêu nữ nói nữ hoàng lại chiến ý giạt rào nàng đã thật lâu không có chiến đấu. Bọn hắn tiếp tục đi tới, bình nguyên vô biên vô hạn, tựa hồ không có phần cuối. Oanh, đột nhiên, mặt đất phá vỡ, chỉ thấy một cự mâu dài tới 10 trượng đột nhiên từ dưới nền đất giò xét ra, sau đó hung hăng nện qua đám người lăng hàn, thân mâu có đại đạo quấn quanh, dù không có bị đâm trúng, chỉ là bị đại đạo chấn động một cái, đó cũng là quá sức. Nữ hoàng hừ một tiếng, trường kiếm vung chém, ông, trường kiếm chạm lên cự mâu, tiền khí vô kiên bất tồi, không phải tiên khí, tiên vương tầng 9 cũng không thể chống đỡ, chỉ thấy cự mâu bị một kiếm chặt đứt, có chất lỏng màu xám phun ra. Bất quá, nữ hoàng cũng bị đánh bay ra ngoài, lực trùng kích của cái cự mâu này quá cường đại, vượt xa nữ hoàng. Chi, trong tiếng rít gào, chỉ thấy một quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ trong lòng đất chui ra, đây là một con trùng sáu chân, nhưng hình thể cực lớn, chiều cao khoảng 20 trượng, nhưng hiện hai cái chân trước chỉ còn lại có một, như lợi mâu, bởi vì một cái khác đã bị nữ hoàng chặt đứt toàn thân nó bao trùm lấy lân phiến màu đen, có tử khí quấn quanh, như là quái vật từ u minh địa phủ bò ra. Nó theo dõi nữ hoàng, chân đứt đang chảy ra vết máu màu xám, nhưng rất nhanh liền ngừng lại, chỉ thấy ánh sáng âm u bắt đầu khởi động, chân đứt đang khôi phục sinh trưởng, chỉ một tức mà thôi, cũng đã hoàn toàn khôi phục. Cự trùng kêu to, bỗng nhiên bốn chân bắn ra, liền tấn công về phía nữ hoàng, hai chân trước đồng thời dương động, chém tới cổ của nữ hoàng. Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng, thân hình chấp động, đã ngăn cản đường đi của cự trùng, tay phải thò ra chộp tới. Cự trùng tự nhiên không có khả năng bỏ qua hắn, một chân trước đánh về phía Lăng Hàn. Tay phải của Lăng Hàn ngưng tụ, vận chuyển thanh một cuồng lôi, lại thêm cửu hóa thiên kinh, một quyền oanh ra. Ông, nắm đấm của Lăng Hàn quá nhỏ, tựa hồ không cần nhìn cũng biết sẽ có kết quả gì. Nhưng thực chạm đến trên nắm tay của Lăng Hàn, chỉ thấy hào quang tóe ra, chân trước của cự trùng bắn lên. Tạp, một khe hở xuất hiện ở trên bàn chân cự trùng sau đó nhanh chóng khuếch trương chỉ trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ cự trùng ba con cự trùng này đã hoàn toàn nứt vỡ cái này làm cự trùng đau trong miệng không ngừng quái gọi trên người có từng đoàn từng đoàn cửu u hỏa tuôn ra cho thấy nó cực kỳ phẫn nộ nhưng lần này cự trùng không có lập tức phát động công kích mà nhìn chằm chằm vào lăng hàn trong hai mắt tản mát ra vẻ kiêng kỵ tuy nó là vật cuồng bạo nhưng đối với nguy hiểm lại có bản năng cảnh giác cho rằng lăng hàn cực kỳ cường đại không thể hành động lỗ máng Lăng Hàn sẽ không cho nó cơ hội thở dốc, thân hình tiếp tục giết ra, một quyền đánh lên đầu cự trùng. Cự trùng vội vàng huy động chi trước đón chào, bành, nhưng sao có thể chống đỡ được Lăng Hàn, bị hắn một quyền oanh mở giáp xác, cả người tiến quân thần tốc, tia chớp màu xanh quấn quanh, Lăng Hàn đi đến trong sọ não của cự trùng. Chương 2936, đánh cờ một. Động tác của cự trùng lập tức im bặt mà dừng, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, ba, giáp xác của nó bị oanh ra một hố to, chỉ thấy Lăng Hàn đi nhanh ra, lôi điện màu xanh đan vào, trên người hắn không dính một tia dơ bẩn. Những thi thể tiên vương kia, hẳn là đều bị loại vật này ăn tươi. Nhu yêu nữ nói, lăng hàn gật đầu, ở đây khẳng định chết không ít tiên vương, hiện tại thi thể không thấy, nhất định là táng thân ở trong bụng cự trùng. Hắn nắm lên một cái chân cẩn thận nghiên cứu, lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Trên đùi này có rất nhiều xương răm, nếu chém chúng, vô số xương răm đâm vào thân thể, sẽ hấp thu tinh hoa trong máu. Bởi như vậy, cho dù có tiên vương huyết huy sái, cũng chỉ là phàm huyết mà thôi, khó có thể tạo thành phá hư. Đi, đi không bao xa, lại có cự trùng mới xuất hiện phục kích. Loại côn trùng này nếu ẩn nấp trong lòng đất, khí tức không có, căn bản không cách nào phát hiện, mãi đến cự trùng phá vỡ mặt đất tiến hành công kích mới có khả năng phát giác, đối với tiên vương tầng 5, tầng 6 mà nói, lúc này đã muộn rồi. Khá tốt ba người lăng hàn không phải tiên vương tầng 4, tầng 5 phổ thông, hoàn toàn có thể ứng đối. Hơn 10 ngày sau, bọn hắn cuối cùng đi ra bình nguyên, phía trước là một con sông nhỏ, trên sông có cầu gỗ kéo dài qua, bên cầu là một túp lều nhỏ, đang có một lão nhân ngồi ở trước phòng, hít lấy tẩu thuốc. Ở phía trước lão nhân, có một đám người vây quanh, mỗi một cái đều sầu mi khổ kiểm, giống như gặp thiên đại việc khó. Lại nhìn cẩn thận, hóa ra lão nhân đang cùng người đánh cờ, kỳ nghệ của hắn siêu phàm, bởi vậy có lúc rỗi rãi hút thuốc, mà đối thủ của hắn thì ngây ra như phóng, mày nhíu chặt chẽ. Đây là có chuyện gì? Lăng Hàn vỗ vai một người nói, lão huynh, đây là làm gì đó, người nọ bị dọa nhảy dựng, rõ ràng bị người tiếp cận như thế cũng không có ý thức được, nếu như vừa rồi đối phương thực không phải đập vai hắn, mà phát ra công kích chí mạng, vậy hiện tại hắn chẳng phải đã treo. Bất quá, phát hiện Lăng Hàn gần kề chỉ là tầng 5, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu hắn cũng là tầng 6A. Ân, vừa rồi hẳn là quá mức quan tâm thế cờ, cho nên mới để cho tiểu tử này thừa dịp hư mà vào. Theo như tính tình của hắn, vốn nên bỏ mặc Lăng Hàn, tầng 5 cũng dám hỏi tầng 6. Nhưng chứng kiến biểu lộ của Lăng Hàn không giận tự uy, lại không biết vì sao cải biến cách nghĩ. Muốn qua sông, phải đánh cờ thắng lão đầu kia. Qua sông, Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải có cầu sao. Con sông này bất quá rộng 10 trượng, tùy tiện nhảy lên đã qua rồi. Không có đơn giản như vậy, người nọ là đại hán khoảng chừng 30 tuổi, trong hai mắt che một khí thức màu đen, tản ra quang mang khát máu. Đây là bị hắc khí nơi đây ảnh hưởng, nhưng hắn không có ra tay với Lăng Hàn, bị uy áp vô hình của Lăng Hàn chấn nhiếp, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn giải thích nói, nếu ngươi là tiên vương tầng 7, tầng 8, tầng 9, tự nhiên có thể đơn giản vượt qua, nhưng tiên vương phía dưới đi mà nói, chỉ có bị nước sông oanh giết thành cặn bã. Ồ, Lăng Hàn thuận miệng nói, lợi hại như vậy, tất nhiên, nếu không chúng ta sao sẽ bị ngăn cản ở chỗ này. Đại hắn nói, hắn nhìn về phía lão nhân nói, đây cũng không phải chân nhân, nhưng thực lực vô cùng cường đại, hắn canh chừng cây cầu này, mạnh mẽ sông tới chỉ có bị hắn oanh giết ném vào trong sông. Muốn qua cầu cũng có thể, chỉ cần đánh cờ thắng hắn là được. Bất quá, đây cũng không phải là đánh cờ phổ thông, người đi lên thử xem sẽ biết. Phốc, phảng phất như giải thích cho lời hắn nói, người đang đánh cờ kia đột nhiên phun ra một búng máu, sắc mặt trở nên tái nhợt, đằng đằng đằng, liền lui lại 17 bước, thân thể lung la lung lay, thiếu chút nữa ngã sắp xuống lại thất bại, ai, muốn dịch động quân cờ cần rót vào thần hồn, một khi bị ăn quân cờ, thần hồn liền ảnh hưởng. Thằng này đã thất bại lần thứ ba, đoán chừng thần hồn đã bị chém không sai biệt lắm. Ai, ta ở chỗ này 16 năm, chỉ thấy có 7 người xông qua cửa, cái này cũng quá khó khăn. Tất cả mọi người lắc đầu, bọn hắn lên một lượt đánh cờ qua, nhưng không người nào không thất bại thảm hại, thần hồn bị thương, nếm qua đau khổ. Lăng Hàn không khỏi cảm thấy hứng thú, bước đi lên, đặt mông ngồi xuống. Ô, tiểu tử này là ai? Mới tới, chưa thấy qua. Hắc hắc, thật đúng là nghe con không sợ cọp, cho rằng cái này rất dễ dàng sao? Mọi người nhao nhao nói. Câm miệng, nữ hoàng lạnh lùng quát. Ngươi là cái gì? Có người vô ý thức đáp trả, nhưng vừa quay đầu chứng kiến nữ hoàng, liền không khỏi cứng lại, ở đâu còn nói được ra lời. Thật sự là xinh đẹp, trên đời này tại sao có thể có nữ tử tuyệt sắc như thế? Nữ hoàng tuyệt mỹ lập tức dẫn phát mọi người kinh hô, cũng làm cho rất nhiều người lộ ra vẻ tham lam. Bọn hắn đều bị hắc khí ảnh hưởng, trở nên khát máu, cũng trở nên không hề cố kỵ, tâm kính sợ đại giảm. Cái này là của ta, một người trực tiếp ra tay, nắm tới nữ hoàng, chỉ là tiên vương tầng 4, tự nhiên có thể đơn giản cầm xuống. Xoát, một đạo hàn quang chấp động, nữ hoàng xuất kiếm, chạm tới người kia. Người nọ không ngờ nữ hoàng chỉ là tiên vương tầng 4 lại có tiên khí, chỉ cho rằng tầng 6 có thể nghiền áp nữ hoàng, còn sợ bị người khác vượt lên trước, cả người đều đánh tới, còn chỉ lấy tay tới bắt người. Ngoại trừ tiên vương tầng 9, ai có thể đỡ nổi tiên khí chi uy? Một kiếm xẹt qua, người nọ đã bị chém thành hai khúc, máu tươi cuồng phun, trực tiếp mất mạng. Mọi người ai cũng nghẹn ngào, đây chính là một tiên vương tầng 6A, rõ ràng bị tầng 4 một kiếm chém chết, để cho người làm sao tin tưởng. Bọn hắn lại nghĩ một cái, Lập tức phát hiện cũng không phải thực lực của nữ hoàng mạnh đến có thể miểu sát tiên vương tầng 6, mà là tên tiên vương kia quá mức chủ quan, cộng thêm tiên khí trong tay nữ hoàng, lúc này mới tạo thành kết quả miểu sát. Đó là tiên khí, lập tức, ánh mắt của những người này trở nên càng thêm rừng rực, tuyệt sắc mỹ nữ cộng thêm tiên khí, hấp dẫn như vậy ai có thể kháng cự. Nơi này là tiên vương mộ địa, vốn không có quy tắc, hơn nữa hiện tại những người này lại bị hắc khí ảnh hưởng, tự nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả. Chương 2937, đánh cờ hai. Lăng Hàn cũng không có quản, nữ hoàng sắp đạt tới tầng 5 rồi, cộng thêm thiên khí chi uy, ở đây lại vẻn vẹn là tiên vương tầng 6, tầng 7 đã qua sông, nàng đủ để ứng đối. Hắn an tâm ngồi xuống, bắt đầu đánh cờ với lão nhân. Đây là cờ vây, hắn cầm quân đen đánh trước, mà lão nhân tự nhiên là cờ trắng rồi. Một quân cờ rơi xuống, Lăng Hàn khẽ hồ, bởi vì quân cờ rõ ràng rút đi một bộ phận thần hồn của hắn lập tức quân cờ biến thành một bộ phận của hắn. Lão nhân một bên hút thuốc, một bên hạ cờ. Ba ba ba, hai người ở lúc mới bắt đầu đều hạ cờ nhanh chóng, mãi đến hơn 30 nước, tốc độ của bọn hắn mới chậm lại, là vì đồ vật cần tính toán càng ngày càng nhiều. Không chỉ như vậy, sau 30 nước, Lăng Hàn cũng bị rút đi rất nhiều thần hồn, đây nhất định đối với lực tính toán, sức phán đoán đều có ảnh hưởng. Hắn càng hạ cờ càng chậm, mỗi một bước đều cần thời gian tương đối dài, nhưng bên cạnh bàn cờ có một đồng hồ cát, Hắn thoáng dừng hạt cát sẽ rơi xuống, không sai biệt lắm 10 cái hô hấp sẽ chảy hết. Hạt cát rơi hết còn không có hạ cờ, cái kia liền trực tiếp phán thua. Lăng Hàn dùng đủ thời gian, tuyệt không sớm hạ cờ. Hắn cùng với lão nhân mây trôi nước chảy, mà bên kia, nữ hoàng thì đại khai sát giới, tiên kiếm tung hoành, nàng như vân trung tiên tử, nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng lại câu hồn đoạt mệnh, để cho người run sợ. Bất quá nửa nén hương thời gian, nữ hoàng đã chém giết hơn 10 tên tiên vương cũng làm cho tiên vương khác sợ tới mức xanh mặt ai còn dám ra tay nhao nhao lui về phía sau giữ vững đầy đủ khoảng cách nữ hoàng nắm kiếm mà đứng canh giữ ở sau lưng lăng hàn xinh đẹp kinh diễm tuyệt thế cũng làm cho mọi người thấy vô cùng ghen ghét mỹ nhân tuyệt sắc như vậy rõ ràng ở trước mặt lăng hàn ôn nhu như nước ai có thể không đỏ mắt ba lão nhân rơi xuống một quân cờ hình thành xu thế vây kín ăn hết bảy quân cờ của lăng hàn ngô lăng hàn nhướng mày quân cờ bị ăn thần hồn của hắn cũng bị chém một đao, để cho thức hải của hắn chấn động, khó chịu đến không cách nào hình dung. Quân cờ bị ăn, hắn cũng bị thương, khó trách, dù tính toán có người cờ lực ở trên lão nhân, mà đánh cờ tổng tránh không được ăn quân lẫn nhau, thần hồn bị thương tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng, kết quả càng ngày càng chịu thiệt, sau cùng khó tránh khỏi thất bại. Ha ha, quân cờ bị ăn rồi, đây là bắt đầu của thất bại, không có mấy người thần hồn cường đại đến có thể gượng chống qua. Đáng đời! người xung quanh đều lạnh lùng trào phúng, bọn họ là quá ghen ghét. Nữ hoàng nhíu mày, trong mắt phượng bắn ra hàn mang, nàng quá ngạo kiều, lúc này mới chẳng muốn truy kích, mà những người này rõ ràng dám trào phúng lăng hàn. Nàng không thể nhẫn nhịn, nữ hoàng lần nữa giết ra, một người một kiếm, bồng bình như tiên. Giết chóc tái khởi, nhưng lăng hàn lại bất động như núi, hắn bình tĩnh tỉnh táo, tiện tay buông một quân cờ. Lão nhân ứng đối còn mau hơn, ít dùng suy nghĩ liền rơi một quân cờ, nếu lưu ý, sẽ phát hiện hắn dùng thời gian là hoàn toàn đồng dạng. Người tới ta đi, bàn cờ dần dần bị hai quân cờ hắc bạch chiếm hết, còn lại địa phương có thể hạ cờ đã rất ít rồi. Khóe miệng lăng hàn lộ ra dáng tươi cười, hắn biết đánh cờ, nhưng không sở trường, bất quá cùng ngõ lý ở chung lâu, hắn cũng học xong một chút ít tính toán, năng lực phân tích của ngõ lý, chỉ là xa xa không thể so sánh với đối phương mà thôi. Hắn đã tính toán qua, bàn cờ này, hắn có thể thắng ít nhất ba quân cờ tiến nhập giai đoạn cờ tàn rồi. Ở giai đoạn này, song phương đều nhanh chóng thu hoạch quân cờ của đối phương, bởi vậy, chiến cuộc cũng tràn ngập sát khí. Lăng Hàn cao mày, mỗi khi bị ăn một quân cờ, thần hồn của hắn liền nhận lấy một lần kích đánh, để cho hắn vô cùng khó chịu. Nếu như thay đổi một người thần hồn yếu một chút, chỉ sợ hiện tại ý chí đã hỏng mất, tuy không trí tử, nhưng có thể sẽ ở dưới bị thương hạ cờ sai lầm, từ đó đầy bàn đều thua. Chẳng trách có rất ít người có thể thắng lão nhân này, là cường độ thần hồn không đủ. Lấy năng lực học tập của Tiên Vương, dù không biết đánh cờ, nhưng chỉ xem vài bản là có thể trở thành cao thủ, nên cái này tuyệt không phải là nguyên nhân chính vây khốn nhiều Tiên Vương như vậy. Khá tốt, thần hồn của Lăng Hàn đã dùng Bất Diệt Thiên Kinh cũng cố qua, ổn như bàn thạch, căn bản bất vi sở động. Hắn hạ lấy quân cờ, bảo vệ chặt ưu thế của mình, tuyệt không tham tiến. Một nén hương thời gian sau, đại cục đã định, Lăng Hàn thắng ba quân cờ. Lão nhân mở miệng, qua lăng hàn mỉm cười tuy thần hồn của hắn bị tổn thương nhất định nhưng ở trong quá trình đánh cờ như vậy tương đương với rèn luyện thần hồn của hắn chỗ tốt kỳ thật cũng không ít hắn xem xét chỉ thấy bốn phía máu tươi khắp nơi trên đất đầu người cuồn cuộn nữ hoàng đã sớm thu tay lại nhưng người cách bọn hắn gần nhất đã ở ngoài trăm dặm căn bản không dám tới gần nữ hoàng các ngươi là đi đánh cờ hay tiến vào tiên khách cư lăng hàn hỏi ta tới nữ hoàng thu kiếm ngồi ở đối diện lão nhân nàng cũng muốn đánh cờ nhu yêu nữ thì lắc đầu nàng sợ nhất là động não nữ hoàng cùng lão nhân đánh cờ kỳ nghệ của nàng quả thực bất phàm vượt xa lăng hàn hơn nữa cường độ thần hồn cũng rất cứng cỏi bởi vậy tuy nàng nhận lấy một chút ít ảnh hưởng nhưng vẫn lấy ưu thế hơn năm quân thắng được bọn hắn đều lấy được tư cách qua cầu hai người nhìn nhau cười cười dắt tay đi tới trên cầu đi nhanh mà qua nước sông chảy rất chậm nhưng có thể chứng kiến trong đó có tia chớp màu đen đang nhảy nhót dù cách một tầng mặt cầu vẫn có thể cảm giác được áp lực đáng sợ. Ồ, Lăng Hàn dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt nước, cái này có chút giống Lam Nguyệt Lôi Mộc Lâm, đôi mắt đẹp của nữ hoàng sáng ngời, chẳng lẽ ở đây lại ẩn chứa một môn Lôi hệ bí pháp sao? Tìm xem xem, Lăng Hàn nói, chỉ là xem như vậy cũng chỉ có thể chứng kiến trong nước sông có tia chớp lưu động, quyết không có khả năng đạt được bí pháp truyền thừa, tựa như lúc trước ở trong Lôi Lâm, nhất định phải tìm được mắt trận, còn phải quen thuộc toàn bộ bố trí của Lôi Lâm mới có khả năng tiếp dẫn tia chấp nhập vào cơ thể, nếu không chỉ sẽ phải bị lôi điện công kích. chương 2938, Quý Thủy nộ lôi. Chứng kiến bọn hắn lên cầu, lúc này mọi người mới dám trở lại, nhưng chứng kiến hai người rõ ràng ở trên cầu tới tới lui lui, đều không khỏi nhe răng. Các ngươi đến cùng có qua cầu hay không a à, cho cái lời chắc chắn đi, lắc lư tới lắc lư đi như vậy, không phải dọa người chết khiếp sao. Lúc trước người đánh cờ thắng đều thống thống khoái khoái đi qua, nào có bộ dạng như các ngươi, thú vị sao? Nhưng bọn hắn lại không dám thúc giục hai người Lăng Hàn, vạn nhất nữ hoàng lại hóa thân thành sát tinh, ai chịu nổi. Ở đây, Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào một nơi, đây là một cây cầu gỗ, nhưng màu sơn lại không giống nhau, có rất nhiều vạch phân cách. Hắn đứng ở trong một vạch phân cách, thống lĩnh toàn cục, lập tức đã có cảm giác bất đồng. Hắn san sẽ thể ngộ của mình cho nữ hoàng, nữ hoàng đi tới, đứng ở góc độ của hắn quan sát. Một lúc sau, Hai người đồng thời ngồi xuống, duỗi hai tay ra, tư, lập tức, tia chớp màu đen trong nước sông giống như nhận lấy lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, từ trong nước sông bay vút lên, đánh về phía Lăng Hàn, Nữ Hoàng. Nước sông vốn bình tĩnh lập tức sôi trào, vô số tia chớp bay vụt đến, bao vây Lăng Hàn cùng Nữ Hoàng lại, để hai người hóa thành một viên điện cầu. Quý thủy nộ lôi, trong lòng Lăng Hàn cùng Nữ Hoàng đều nói, những tia chớp màu đen này tiến vào thân thể, đồng dạng hóa thành vô số ký hiệu, đây là đại đạo quy tắc thực hóa thanh mộc cuồng lôi, quý thủy nộ lôi. Đây là uẩn dưỡng ngũ hành ở trong lôi đình. Lăng Hàn nói, không khỏi liên tục tán thưởng. Thật sự là kỳ diệu, hoàn mỹ kết hợp ngũ hành quy tắc cùng lôi hệ đại đạo vào chung một chỗ. Người sáng tạo môn công pháp này quá thiên tài rồi. Nữ hoàng gật đầu, võ đạo xuất hiện không biết bao nhiêu năm, tự nhiên thiên tài xuất hiện lấp lấp. Chiếu cái này suy tính, lại kế tiếp hẳn còn có kim lôi, thổ lôi cùng hỏa lôi. Lăng Hàn nói, ta có loại cảm giác, năm loại thần lôi hẳn có thể dung hợp, đến lúc đó ngũ hành thúc đẩy lôi đình, lực lượng công phạt tuyệt đối kinh người. Đây là, thiên tôn pháp, nữ hoàng nói, không sai biệt lắm cửu hóa thiên kinh, vị tiền bối kia chia thiên kinh thành chín bộ, để cho tiên vương tầng một cũng có thể tu luyện, mà cái này là ngũ hành bôn lôi, có hiệu quả như nhau. Trí tuệ tiền nhân, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Lăng hàn tán thưởng không thôi, hai người không hề nói nhiều, mà chuyên tâm hấp thu lôi đình chi lực. Cái này không chỉ là lôi hệ quy tắc, còn có thủy hệ, hấp thu những lôi đình chi lực này, có thể đồng thời tăng lên cảm mộ đối với lôi hệ cùng thủy hệ. Người xung quanh thấy hai người lang hàn ngồi bất động, đợi vài ngày sau, cuối cùng ngồi không yên, lại nhao nhao chạy trở lại. Bọn hắn đây là làm gì vậy? Dẫn động vạn đạo lôi đình nhập vào cơ thể, đây không phải tìm chết sao? Đáng tiếc đại mỹ nữ kia, hắc hắc, tiên nữ kia giết người không chớp mắt, người muốn chết sao? Bất quá, nếu người đã chết, vì sao lôi đình còn không dừng lại? A à hát hát, chẳng lẽ bọn hắn còn chưa chết, lôi đình khủng bố như vậy oanh kích, lại vẫn không chết. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng một ngày, mười ngày, trăm ngày đi qua, bọn hắn cũng dần dần từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ đến chết lặng, cuối cùng thì quen, giống như cây cầu kia trời sinh chính là như thế. Bọn hắn lại bắt đầu cùng lão nhân đánh cờ, muốn hơn lão nhân, thắng được tư cách qua cầu, thế nhưng Thủy chung không có người thành công. Một năm, mười năm, trăm năm, thời gian như bay, tự nhiên lại có người mới tới đây, thấy cả nhánh sông bạo động, tự nhiên vô cùng chấn kinh, mà khi bọn hắn nghe người khác nói ở giữa hai điện cầu kia rõ ràng còn có người, thì xì mũi coi thường. Cho là bọn họ ngốc sao, trong lôi đình cuồng bạo như vậy làm sao có thể có người sống, hơn nữa còn là trên trăm năm. Nhưng không có người thắng được lão nhân, sẽ không có khả năng khoảng cách gần đi quan sát điện cầu. Không phải là không có người muốn sông lên cầu, lại bị lão nhân đơn giản cầm xuống, ném vào trong sông, lập tức bị lôi đình chi lực cuồng bạo chém thành bã vụn. Tại đây, chỉ có chiến lực tầng 7 mới có tư cách đi qua. 500 năm, 1 ngàn năm, 2 ngàn năm, tại đây hội tụ người càng ngày càng nhiều, rốt cuộc tới một cường giả, rõ ràng chỉ là tầng 6, lại có được chiến lực tầng 7, một kiếm chém ra lôi đình, thong rong vượt sông. A à h người kia là ai? Tầng 6 lại có chiến lực tầng 7, đây là đế tinh sao? Tuyệt đối là vậy, nếu không đế giả tầng 6 đỉnh phong, chiến lực cũng bị trói buộc ở tầng 6, không có khả năng vượt qua tầng 7. Hắn gọi Miêu Anh Vệ là thiên tài đến từ bang Nguyên Đô. Có người ngạo nghễ nói, thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua, hắn cười hắc hắc. Thường trí bất tài, chính là một tùy tùng của Miêu Thiếu. Miêu Thiếu, nhất định sẽ quét ngang thiên hạ. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy ngưỡng mộ. Tuy thường trí nói rất khoa trương, nhưng người xung quanh lại không phản bác được. Thực lực của Miêu Anh vệ bày ở đàng kia, chiến lược tầng 7 phát huy, một người có thể giết bọn chúng máu chảy thành sông. Cũng không quá đáng là chiến lược tầng 7, có người nhỏ giọng nói thầm, lúc trước đại mỹ nữ kia vẻn vẹn là tầng 4 đỉnh phong mà thôi, lại có được chiến lược tầng 6 đỉnh phong. Bên cạnh có người gật đầu, tuy nàng là có tiên khí hỗ trợ, nhưng thực lực của bản thân nàng như thế nào cũng phải đạt tới tầng 6. Vượt qua hai cảnh giới, mạnh hơn đế tinh, còn mạnh hơn ta, âm thanh của miêu anh vệ vang lên, ai cũng không có chú ý tới, hắn không biết lúc nào rõ ràng lại bổ ra lôi đình đi trở về. Lúc trước hai người đang nghị luận vội vàng câm miệng, tuy bọn hắn cũng đồng dạng là tầng 6, lại biết mình căn bản không thể nào là đối thủ của miêu anh vệ. Một khi phát sinh xung đột, bọn hắn chỉ có bỏ trốn mất dạng, nếu không tử chiến tất treo. Nói, miêu anh vệ hừ lạnh, người nào có thể siêu việt miêu anh vệ ta, hai người kia không muốn rời đi, bởi vậy bọn hắn liền nói ra sự tích của nữ hoàng. Bất quá ỷ vào tiên khí chịu uy mà thôi. Miêu Anh Vệ khinh thường nói, âm thanh của hắn rất thấp, cũng chỉ có một mình hắn nghe được. Có thể có được tiên khí, đây không phải hậu nhân của Tiên Vương tầng 9, chính là người lịch lãm rèn luyện. Chương 2939, Miêu Anh Vệ. Hai mắt hắn sáng lên, dù hắn là thiên tài tuyệt diễm, nhưng bởi vì sau lưng không có thiên tôn, nên không thể có được một kiện tiên khí. Hắn đỏ mắt, về phần hai người này khoa trương nữ hoàng đẹp đến trên trời dưới đất ít có lại một chút cũng không tin, trước lúc tiến vào Tiên Vương mộ địa, Hắn cũng được vô số mỹ nữ vờn quanh, cái tuyệt sắc gì chưa từng gặp qua. Cũng chỉ có hai lúa trong Tiên Vương Mộ Địa, thấy nữ nhân quá ít nên hơi có tư sắc liền khoa trương thành tuyệt lệ. Hai người mà các ngươi nói, liền ở giữa quang đoàn kia sao? Hắn chỉ vào trên cầu hỏi, sau khi đạt được trả lời khẳng định, hắn lại lắc đầu. Lấy thực lực của hắn cũng khó có khả năng ở dưới công kích như vậy kiên trì thời gian quá dài, huống chi là mấy ngàn năm. Ha ha, hai người này nhất định là nghe nhầm đồn bậy tiên vương tầng 4 làm sao có thể làm được. Ta lại muốn nhìn, hắn đi nhanh về phía cây cầu. Không thể, có người vội vàng nói, nếu không đánh cờ thắng, tùy tiện sông cầu, chỉ có bị ném vào trong sông chờ chết. Hừ, miêu anh vệ ta có gì phải sợ, miêu anh vệ đi nhanh về phía trước, hắn mới không tin những người này nói hưu nói vượn. Hắn rất nhanh liền đi tới cạnh cầu, có chút trần chờ, vẫn một cước đi ra ngoài. Hưu, điện quang lóe lên, chỉ thấy lão giả kia đã quỷ dị xuất hiện ở trên cầu, nắm tới miêu anh vệ. Ta há sợ ngươi, miêu anh vệ cười lạnh, vung trường đón chào. Bành, cự thủ của lão nhân rơi xuống, miêu anh vệ phản kháng căn bản không chịu nổi một kích, bị hắn không hề lo lắng cầm xuống. Tiên vương tầng 9, hắn cắn răng nói, cảnh giới áp chế quá lợi hại, liều mạng với cường giả như vậy hắn tự nhiên chỉ có bị chân áp. Lão nhân lại căn bản không mở miệng, tiện tay hất lên, ba, miêu anh vệ liền bị ném vào trong sông a à, trên người miêu anh vệ bộc phát ra một đạo hào quang từ trong sông giết ra hắn lập giữa không trung trong hai mắt tất cả đều là oán hận rõ ràng không chết không thể tưởng tượng nổi không hổ là thiên tài quá mạnh mẽ tất cả mọi người kinh hô đây là bọn hắn chứng kiến người thứ nhất bị ném vào sông lại không chết nhưng miêu anh vệ lại không vui chút nào thời điểm hắn bị ném vào sông là bị phong cấm tu vi vốn chỉ có phần chờ chết nhưng trên người hắn có một kiện bí bảo chính là từ một di tích cổ đoạt được chỉ ở lúc hắn gặp phải nguy cơ sinh tử mới có khả năng kích phát hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần hiện tại cái bí bảo này phát huy tác dụng đại biểu cho hắn đã chết một lần cái gì cũng không có được lại lãng phí một vật bảo vệ tánh mạng để cho hắn làm sao có thể cao hứng được hắn ở bờ sông khoanh chân ngồi xuống hiện tại hắn càng nghĩ càng tức bất quá hắn thực là không cam lòng một trăm năm hai trăm năm rốt cục điện mang càng ngày càng yếu hiện ra lăng hàn cùng nữ hoàng miêu anh vệ như có cảm ứng lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt quét qua, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Ở giữa điện mang rõ ràng thực có hai người, hơn nữa gần kề chỉ là tầng 4 cùng tầng 5, cái này thật bất khả tư nghị. Bọn hắn làm sao sống sót, lúc trước hai người ở giữa điện mang bao lâu miêu anh vệ không biết, cũng sẽ không tin tưởng người khác nói như thế nào, chỉ tính hắn ở chỗ này an vị đã 200 năm. 200 năm a, à, hắn biết rõ mình tuyệt đối ngao không lâu như vậy. Bất quá, khi hắn thấy rõ nữ hoàng, hai mắt không khỏi bùng lên quang mang thật đẹp, tại sao có thể có nữ tử đẹp như vậy? Hắn bỗng nhiên cười to, trong lúc đó cảm thấy mất đi một bí bảo bảo vệ tánh mạng cũng không có gì. Ta có thể trùng kích tầng năm rồi, nữ hoàng nói, hơn 2.000 năm, nàng một mực hấp thu lôi đình chi lực, tăng lên tu vi, mà nàng vốn là tầng 4 đỉnh phong, tự nhiên có tư cách trùng kích tầng năm. lang Hàn gật đầu, hắn cũng đạt tới tầng năm hậu kỳ, nếu như lại có thể tới hai lần như vậy, hắn hẳn có thể đạt tới tầng năm đỉnh phong, trùng kích tầng 6 rồi. Nữ hoàng buông ra tu vi, lập tức trên bầu trời có lôi vân cuồn cuộn, nàng chuẩn bị độ kiếp. Miêu Anh vệ nguyên bản định tiến lên, nhưng chứng kiến nữ hoàng lại muốn độ kiếp, liền chỉ có bất đắc dĩ dừng lại. Nữ hoàng tạm thời không thể quấy nhiễu, nhưng một người khác lại có thể. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, mở miệng nói: "Tiểu tử, tới." Đối phương còn đứng ở trên cầu, hắn không dám lên, bảo vật bảo vệ tánh mạng đã dùng xong, lại bị phong bế tu vi ném vào trong sông, hắn chỉ có chờ chết. Lăng Hàn kinh ngạc, Nhìn về phía Miêu Anh vệ, tại sao hắn lại kéo đến cửu hận? Bảo ngươi tới, có nghe hay không? Miêu Anh vệ quát mắng, Lăng Hàn lắc đầu, ngu ngốc, hắn nói thầm, muốn chết. Miêu Anh vệ hừ một tiếng, xoát, tay phải chấn động, đã nhiều hơn một thanh trường kiếm, sau đó một kiếm chạm về phía Lăng Hàn, chỉ thấy kiếm khí hóa thành một lão hổ màu trắng, gầm thét trùng kích Lăng Hàn. Lăng Hàn nhướng mày, người này trước quát tháo mình, lại vô duyên vô cớ ra tay, coi tính tình của hắn rất tốt sao? hắn dưới chân khẽ động, đã từ trên cầu nhảy xuống, một quyền oanh ra, bành, kiếm khí ngưng tụ thành mãnh hổ lập tức bị đánh bạo. Con người của Miêu Anh vệ siết chặt, Tiên Vương tầng 5 có thể một quyền đánh tan kiếm khí của mình, tiểu tử này thật đúng là có chút thực lực. Nhưng hắn cũng không để ý, đây chẳng qua là tùy ý một kích mà thôi, căn bản không phải chiến lược chân thật của hắn. Cho ngươi một cơ hội, lập tức cút, vĩnh viễn không được nhìn thấy vị tiên tử này, nếu không ta tất chảm đầu ngươi. Thời điểm hắn nói vị tiên tử này, thì nhìn thoáng qua nữ hoàng Lúc này nữ hoàng đã bắt đầu kịch chiến thiên kiếp Dù ở dưới tình huống như vậy Nàng y nguyên phong thái tuyệt mỹ Để cho người tim đập thình thịch Lăng hàn a một cái Hóa ra vẫn là nữ hoàng tuyệt mỹ kéo tới cửu hận cho hắn Điểm ấy sau khi hắn và nữ hoàng kết duyên liền không thể tránh né rồi Hắn lắc đầu, cười nói Người lại là nhị thế tổ của nhà nào đó Muốn chuyển trưởng bối ra dọa ta Miêu anh vệ lộ ra vẻ khinh thường Bản thân ta liền có thể vô địch không cần dựa vào trưởng bối gì lời nói này hắn nói đến ngạo khí trùng thiên a à, lang hàn hơi có chút kinh ngạc hắn còn thật không có ở chỗ này gặp được người tự tin như miêu anh vệ không giống những nhị thế tổ khác tuy hung hăng càn quấy nhưng bên trong có một loại tự ti vì bọn họ kỳ thật chỉ là kẻ tù tội chẳng lẽ nói